Bốn anh em. Một gia đình nọ có bốn huynh đệ. Người anh cả trước 40 tuổi chuyên sát sinh ăn thịt. Tính trong thập ác nặng hay nhẹ gì cũng đều phạm, không ác nào mà chẳng làm. Đến 40 tuổi nhờ đọc Lục Tổ Đàn Kinh mà phát tâm tu hành, tính đến nay đã 20 năm. Tuy trải qua đủ mài dũa gian lao, nhưng anh trọn chẳng thối tâm. Anh kể cho các bạn đồng tu nghe, mình đã nhớ ra nhiều đời trước từng là đệ tử Phật, do dâm tâm chưa đoạn nên bị đọa làm rồng. Đến đời này được gặp lại Phật Pháp, nhờ Bồ Tát Quan Thế Âm từ bi cứu độ mà biết đường về nhà. Nếu không nhờ tu học theo Phật Pháp thì chắc chắn mãn đời này anh sẽ vào bụng bò, dê, do anh ăn thịt bò, dê quá nhiều nên biết mình chết rồi ắt sẽ làm bò, dê. E là phải nếm cảnh bị lột da xẻ thịt mấy trăm lần, rồi tiếp theo phải làm heo để trả nợ, kế đó là làm cá, tôm, kiến, trùng, muỗi, vân vân. Nghĩa là phải làm súc vật vô số kiếp để trả nợ sát sinh. Như vậy thì biết đến bao giờ mới được mang thân người trở lại? Có tính cũng không tính xuể. Nhờ tu mà anh mở sáng túc mệnh, nhìn thấu các đời. Anh kể về chú hai em mình lúc 30 tuổi bị chết vì bướu não. Anh nhìn ra chú hai giống là từ trong loài heo tới, giờ lại đầu thai làm heo nữa, chính là con heo trắng đầu to trong nhà. Biết rõ điều này rồi, vì thương em nên anh thiết lập bàn hương án, chí thành lễ Phật, quỳ tụng 108 biến chú Đại Bi cầu cho em. Sau đó anh theo dõi thì thấy con heo trắng đầu to bỗng lăn ra chết bất ngờ và được sinh lên cõi trời. Anh nhìn thấy rõ cảnh chú em hiện giờ đang quét vườn hoa. Anh nói thầm, được ở trên trời thì dù có quét hoa viên cũng còn sướng hơn là bị đọa trong cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Anh hy vọng nhị đệ dưới lực gia trì của chú Đại Bi tương lai sẽ về nhân gian tu hành, học Phật, xuất ly tam giới, viên thành Phật quả. Phần chú ba và chú tư, ngay từ lúc bé đã không ưa chơi đùa cùng nhau. Lớn lên thường hay vì chút chuyện nhỏ mà đánh nhau, nên nhiều lần bị cha mẹ trách mắng. Sau khi họ thành gia rồi, lại vì nhà đất mà tranh giành, gây hấn nhau suốt mấy mươi năm. Anh cả dùng đủ cách giáo hóa mà chú tư tuy có tin Phật, nhưng nếu buộc phải bỏ tranh chấp thì khó hơn lên trời. Anh cả kể, hai chú em này kiếp trước là hai con rồng xanh, kiếp đó họ cũng không hòa thuận, một bề gây đánh nhau cho đến khi đầu thai vào nhân gian. Kiếp này nếu họ không hóa giải oán hận thì chắc chắn do những ác nghiệp đã tạo, họ sẽ xuống địa ngục, rồi từ địa ngục lên sẽ đọa vào súc sinh, tiếp tục tranh đấu giằng dai không dứt. Anh cả tâm sự, mình đã khuyên giải họ hơn 20 năm nay mà vô hiệu. Đây là do bởi nhiều đời họ tạo nghiệp ác sâu nặng, đối với Phật Pháp không có lòng kính tin. Gia đình tụ hội cùng nhau là do thiện duyên hay ác duyên, vô duyên thì không tụ, hoặc vì đòi nợ hay trả nợ mà tìm đến, không nợ thì chẳng tới. Sau này, anh cả đã vì cha mẹ và hai em tụng 108 bộ kinh Địa Tạng. Hai tháng sau, mẫu thân bắt đầu thay đổi trước tiên. Tiếp theo là chú ba, chú tư quyết định buông bỏ oán thù xưa, không còn tranh giành ầm náo với nhau nữa. Cho dù đây chỉ là bắt đầu, nhưng mối oán kết suốt hơn 30 năm được chuyển hóa trong một ngày, đây không thể không ca ngợi uy thần công đức của kinh Địa Tạng. Tôi kể câu chuyện có thực này ra là mong các đệ tử Phật sớm buông bỏ hết mọi ân oán cá nhân, đừng do dự nữa. Vì một khi vô thường tới, những ân oán chưa kết thúc này sẽ biến thành chướng ngại mạnh mẽ, ngăn cản bạn ra khỏi tam giới. Có câu rằng, chịu thiệt thòi chính là chiếm ưu thế. Buông xả chính là được tất cả. Xả có nghĩa là quên triệt để tất cả hận, yêu trong dĩ vãng, đắc quả liễu sinh thoát tử, lìa khổ được vui. Bất kể bạn sinh ra là nữ hay nam, bạn đâu biết lúc nào mình chết.
cho dù có sống đến trăm năm, bạn cũng không rõ cách chết của mình ra sao. Là bệnh hoạn hành chết hay bị hoạnh tử, hoặc chết lành, đã có sinh thì phải có tử. Bất kể cả đời bạn sống trong nghèo túng hay vinh hoa phú quý, thì cuối cùng rồi ai cũng phải lìa đời tay không, ra đi trong tiếng khóc vĩnh biệt của thân quyến, giống như bài Hảo Liễu Ca đã viết. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, duy có công danh quên chẳng được. Vui dày thuở xưa nay đâu rồi, chỉ có mồ hoang xanh cỏ thôi. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, duy có tiền vàng quên không nổi. Trọn ngày chỉ hận trữ chưa đầy, mê mãi đến khi nhắm mắt ngủm. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, nhưng nào có quên được yêu đương. Sống nghe bạn tình nói mật đường, mình chết rồi họ theo người khác. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, nhưng luyến cháu con buông không được. Si tâm phụ mẫu đeo mang nhiều, nhìn đi được bao con cháu hiếu. Đây là bài ca mà đạo nhân hay ngâm nga, giải thích rất rõ. Vạn sự trên đời, liễu tức ngộ là tốt nhất. Nếu muốn tốt thì tu cho liễu. Chữ liễu trong đây chính là khai ngộ, buông tất cả thế gian, tu đạo bồ đề, lìa khổ được vui, tức là liễu, cũng là hảo. Thế gian chớ vội phê bình người tin Phật là kẻ chán đời, không có tâm hướng thượng. Ngược lại là khác, người tin Phật chân chánh luôn có nhiều cống hiến tốt đối với xã hội quốc gia. Bởi việc họ nghĩ đến đầu tiên là lợi ích của quốc gia, là chuyện được mất của tha nhân. Bao giờ họ cũng nghĩ cho người trước nhất và lấy lợi ích của tha nhân làm lợi ích của mình. Vì vậy, việc người Phật tử cần làm trước tiên là phải nghĩ cho chúng sinh, dùng lòng từ bi bình đẳng mà đối với tất cả chúng sinh, tuyệt không có lòng muốn ăn thịt chúng sinh. Người học Phật chân chính nhất định là không có chút mảy may dị kỷ, chuyên nghĩ đến lợi người, luôn tuân thủ kỷ luật, giữ phép tắc, hiếu kính song thân. Như vậy mới là người học Phật có chánh tín, chánh tri, chánh kiến, chánh hạnh. Nếu là người sơ cơ muốn nghiên cứu kinh Phật, tôi đề nghị trước tiên bạn nên tìm đọc Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh do Ngài Tuyên Hóa giảng. Hãy nghiên cứu cho tỉ mỉ, kỹ càng. Tôi chắc rằng bạn sẽ ưa thích Phật Pháp. Bạn chỉ cần chăm chỉ đọc bộ kinh này thì đã có thể tăng trưởng trí huệ, có được hỏa nhãn kim tinh là đôi mắt sáng thần kỳ. Bất kể yêu tà nào cũng bị bạn nhận ra, nhìn thấu hết. Đương nhiên, nếu có chút sai lệch, thì bản thân bạn cũng sẽ biết rõ thông suốt. Nếu bạn nghe người nói Kinh Lăng Nghiêm là giả, chẳng phải Phật thuyết, thì tuyệt đối không nên tin. Vì người tuyên bố kia chưa làm được những điều như trong Tứ Trọng Thanh Tịnh Minh Hối nơi Kinh Lăng Nghiêm dạy, nên họ rất sợ mọi người khi đọc Kinh Lăng Nghiêm sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của họ. Nếu lời này là sai, tôi xin chịu đọa địa ngục. Xem kinh rồi thì bạn hãy bắt đầu thử bỏ mặn ăn chay chừng nửa tháng xem. Tôi không dám nói thử làm một tháng vì sợ bạn thiếu kiên nhẫn không làm nổi. Nhưng ít nhất thì khi đọc Kinh Lăng Nghiêm, trước đó 3 ngày bạn hãy khởi sự bỏ mặn ăn chay. Như vậy càng biểu lộ tâm thành tôn kính Phật. Hằng ngày những lúc rảnh thì bạn ngồi hay quỳ tụng một bộ Kinh Địa Tạng. Nếu nhà có người bệnh nặng thì tụng cho người bệnh, nếu có thai phụ thì tụng cho thai nhi. Nếu có đại khổn nạn lớn gì chưa thể giải quyết, chẳng hạn như vợ chẳng thể mang thai, công tác không thuận lợi, thì hãy vì những con vật mình từng đã giết, ăn qua mà tụng kinh. Bạn chỉ cần tụng thành tâm, ắt sẽ có chuyển biến tốt. Bởi vì Phật Pháp là thuốc hay vi diệu không thể lường, mà bạn không phải tốn tiền nộp phí chữa trị. Tính ra nửa tháng hay một tháng bạn thí nghiệm bỏ mặn ăn chay đó, chẳng những không ảnh hưởng gì đến sức khỏe bạn, ngược lại còn khiến nó tốt hơn lên mà chẳng tốn tiền. Quả thực là thế.
nhất định bạn sẽ thấy được sức mạnh Phật Pháp và điều kỳ diệu không thể nghĩ lường. Nếu bạn thành tâm thực hành đúng như tôi khuyên mà không có cảm ứng thì quả là vô lý. Khi bạn chứng nghiệm được điều hay rồi, có tín tâm kiên định rồi, dần dần sẽ bước vào chánh đạo tu hành. Chúng ta tạo vô biên tội, chư Phật đều thấy rõ. Chỉ có sám lỗi trước, dứt lỗi sau, cải đổi tu sửa, mong nhờ lực gia trì của Phật, phát tâm Bồ Đề, nguyện như pháp tu hành mới có thể tiêu hết tội. Những người chuyên nghiên cứu tướng học, vừa thấy mặt hoặc xem tay bạn thì có thể đoán biết vận mệnh bạn ra sao. Là bởi vì tướng mạo một người cũng tùy thuộc nhân gieo đời trước đến nay đã kết quả. Khi nhìn quả trổ, đương nhiên có thể suy ra nhân đã gieo. Thí như chúng ta thấy một người có tướng lưỡi rộng dài, mềm mại, hồng tươi. Khi lè ra, nếu có thể che mặt và liếm đến mí tóc, thì biết đây chính là một trong các quả lành do nhiều đời họ không nói vọng ngữ. Thực ra, không nói láo còn chiêu nhiều quả tốt khác nữa. Thí như lời nói ra người người đều tin. Do vậy mà chúng ta có thể căn cứ vào tướng mạo đặc trưng để nói ra số mệnh đặc định. Thực ra, có nói tới nói lui, thảy đều là tác dụng của luật nhân quả mà Phật từng thuyết giảng thôi. Nhưng tu hành có thể cải đổi số mệnh. Phật giáo chủ trương tất cả đều do tâm tạo. Mọi sự tùy thuộc nơi mình, chẳng chấp nhận hay cam chịu số mệnh. Bởi chỉ có chính ta mới có thể cải đổi số mệnh mình. Phật giáo không tán thành việc đoán mệnh xem tướng. Bởi vì việc khăng khăng tin chấp theo bói mệnh đoán tướng sẽ đóng bạn dính cứng vào định đặt của túc mệnh. Phật là bậc đại giác, là bậc thầy đức hạnh viên mãn của trời người, được gọi là Thế Tôn. Lời Ngài dạy chắc chắn không sai. Quan trọng ở chỗ, khi nghe Phật Pháp rồi, bạn không thể không hồi tâm quy hướng Phật, khéo nắm bắt thời cơ, lo điều chỉnh nhịp sống của mình hướng thượng, tiến đến nẻo quang minh. Phật Pháp luôn đem lợi lạc đến cho muôn loài, như trận mưa cam lộ rưới xuống, vạn vật đều thọ ích. Hãy tranh thủ tham dự Pháp hội lễ Lương Hoàng Sám hoặc lễ một mình tại nhà cũng được, vì đây là dịp lành để sám hối. Chỉ cần nương theo sám văn nhắc nhở, bạn sinh tâm tỉnh ngộ, nhận ra những tội mình đã phạm trong đời này và sinh tâm ăn năn, thệ chẳng phạm lại nữa thì có thể chuộc tội. Tất nhiên cũng đừng quên Ngài tuyên hóa khai thị. Làm thiện mà muốn người biết thì không là thiện, làm ác mà sợ người hay là đại ác. Nếu như bạn phạm lỗi ác, không sợ người biết, thậm chí dám dũng cảm thổ lộ trước đại chúng, việc này có thể phát huy tác dụng giáo hóa người khác. Thế thì bạn đã chuyển ác nhỏ thành đại thiện. Mỗi vị Phật Bồ Tát đều có nguyện lực riêng để độ chúng sinh. Chỉ cần chúng ta thành tâm sám hối, Phật Bồ Tát đều nhìn rõ, thấy hết, biết hết, nhất định sẽ tiếp thọ tâm thành của ta, dùng lực đại thần thông gia trì cho ta. Tâm chân thành sám hối sẽ giúp chuyển biến vận mệnh, là then chốt quan trọng giúp ta ly khổ đắc lạc. Đã phát nguyện thì nhất định phải làm cho được, cần phải hành trì bền bỉ, không nên vừa được chút như ý liền phóng túng tái phạm. Phải hiểu, cơ hội dành cho người sám hối chuộc lỗi chỉ có một lần duy nhất. Có thể ví dụ thế này, nếu tôi lén trộm của bạn 1.000 đồng, tất sẽ bị bạn níu áo đòi đưa lên quan. Ngay lúc đó, tôi khẩn cầu năn nỉ, xin bạn hãy cho tôi cơ hội để sửa lỗi. Nhưng được một thời gian không lâu, tôi dở thói hư cũ, phạm tội tiếp, lén trộm của bạn 1.000 đồng nữa. Lúc này khi bị bạn bắt, tôi lại cầu xin bạn tha cho, thì xem như không được chấp nhận nữa rồi, bởi vì bạn đã mất lòng tin. Lúc đó, uy lực của 10 phương chư Phật cũng không cứu vãn được, xem như nợ trước nợ sau gì cũng đồng tính hết. Do vậy, hễ biết lỗi là phải sửa liền, đã hiểu thì nên thực hành ngay.
Làm thế không những được quỷ thần cung kính mà còn được chư Phật Bồ Tát gia trì. Chương 4. Phát tâm Bồ Đề. Ngày nay đại chúng trong đạo tràng đã rửa sạch tâm ô uế rồi, lỗi thập ác, tội chướng không còn, nghiệp lụy đã hết, trong ngoài đều thanh tịnh. Kế đến, cần học tu theo các vị Bồ Tát, công đức trí huệ nhờ vậy mà sinh. Thế nên, chư Phật thường khen phát tâm là đạo tràng, hay thành tựu được đạo quả. Xin đại chúng nên kiên tâm trì chí, chớ tưởng sống lâu mà để thời gian luống qua uổng phí, sau có hối cũng muộn. Bây giờ gặp thời cơ tốt thì đừng để phiền não che lấp tâm, ngày đêm nỗ lực phát tâm Bồ Đề. Giải thích: tâm Bồ Đề tức là tâm Phật, công đức trí huệ vô lượng không thể nghĩ bàn. Hôm nay chúng ta có duyên lành được dự lễ sám thù thắng, không nên để phiền não thế gian che ám mình mãi. Đã biết tất cả đều là nhân duyên quả báo, ôm phiền muộn nào có ích chi, nên phát tâm Bồ Đề tu hành mới là hữu ích. Phát một niệm cầu giác ngộ, công đức tính không hết. Huống nữa, nhiều người tự mình phát tâm tu học theo Phật, đồng thời còn tùy duyên hóa độ, khuyên người trì giới học Phật, tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ. Những người phát tâm này công đức lớn bao nhiêu? Giả sử có người trăm ngàn vạn kiếp đến nay hành vô lượng bố thí, đời này vẫn tiếp tục làm việc thiện kia, như thí tiền cho người nghèo, xây cầu sửa đường, lập chùa giúp tăng, tạo Phật tượng. Công đức họ có thể dùng cụm từ không thể nghĩ lường để ví von, nhưng so với kẻ phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh thì không bằng một phần ngàn. Đủ thấy phát tâm Bồ Đề công đức lớn vô biên không tính nổi. Sám văn: lại có người chỉ làm phước chớ không phát tâm vô thượng Bồ Đề, giống như kẻ cày ruộng mà không gieo hạt. Vì vậy phải phát tâm Bồ Đề là tạo nhân cho việc chứng quả. Trước là báo ân chư Phật, sau là cứu vớt muôn loài. Vì vậy Phật mới khen rằng: lành thay, lành thay, vì muốn lợi ích cho hết thảy chúng sinh, phát tâm Bồ Đề là cách cúng dường lớn hơn tất cả. Phát tâm Bồ Đề không phải là chỉ phát qua một lần, mà phải phát luôn luôn, làm cho tâm Bồ Đề tiếp tục phát rộng lớn mãi. Vì thế trong kinh Phật dạy rằng: nên ở nơi hằng hà sa số chư Phật nhiều kiếp phát đại thiện nguyện. Giải thích: nếu có người chỉ biết trồng công đức phúc điền, tất nhiên kiếp sau sẽ được đại phú, hưởng vinh hoa bất tận. Nhưng nếu chỉ làm phúc mà không phát tâm vô thượng Bồ Đề thì giống như kẻ cày ruộng không gieo giống. Người này dù phúc báo lớn cũng chỉ là hoa quỳnh nở một lần thôi, đây không phải cứu cánh. Vì vậy khi được gặp Phật Pháp vạn kiếp khó tương phùng này thì chớ sai lầm để cơ hội qua mất, cần phải y theo lời Phật dạy phụng hành, phát tâm vô thượng Bồ Đề, dũng mãnh tinh tấn, bất luận bên mình có bao chướng ngại thử thách cũng phải gắng tiến lên, hành cho viên mãn. Nếu chỉ lo tu huệ mà không tu phước thì cũng là thiếu sót. Nhiều người chỉ biết thắp hương lễ Phật, tham thiền tĩnh tọa, tụng kinh nghe Pháp mà không chịu bố thí, trì giới phóng sinh, tùy sức tạo phúc điền. Thậm chí, họ ngày ngày tụng kinh, giờ giờ niệm Phật, nhưng không lưu tâm sửa đổi các tập khí, tính nết xấu trong tâm. Phải biết huệ là hạt giống, phúc là phân bón, tâm là đất. Nếu có đất để trồng mà thiếu phân bón thì cũng không thu hoạch nhiều. Chỉ có phúc huệ song tu mới là con đường tốt, liễu sinh thoát tử.
câu cá là hoạt động cực kỳ tàn nhẫn. Thử nghĩ xem, nếu như đem móc câu sắc bén đó đâm vào môi, vào lưỡi của mình thì sẽ thấy đau đớn đến tận tim phổi. Nghĩa là dù thế nào người ta cũng không có cách nào chịu nổi. Nhưng nhiều người lại lấy việc câu cá làm thú vui, câu không biết mệt, thậm chí còn thành lập câu lạc bộ câu cá nữa. Cái lý luận câu cá có thể đào luyện tính tình là hoang đường. Đây là lời của kẻ chẳng có chút lòng trắc ẩn. Lâm Giáp Xuân là công chức của chính phủ Thái, tính rất ưa câu cá. Ông là hội viên của câu lạc bộ câu cá. Những ngày nghỉ cuối tuần, ông thường dông thuyền ra biển thả câu. Vừa câu vừa uống rượu nhắm với mồi ngon thì là khoái vô kể. Mọi người uống mỹ tủ, ăn cá tươi, cùng hưởng thụ khoái lạc nhân gian cho qua hết ngày giờ. Mấy năm trước, lúc câu lạc bộ mới sáng lập, không khí rất nhộn nhịp, sôi nổi. Thế nhưng, từ năm ngoái trở đi, từ con số 30 hội viên, giờ chỉ còn lại 7-8 người mà thôi. Câu lạc bộ bây giờ tử khí nặng đề, khiến mọi người ủ ê, không còn hứng thú ra biển câu cá nữa. Cho dù Lâm Giáp Xuân là một nam tử cứng đầu, không tin nhân quả báo ứng, ông không có gia đình, không tín ngưỡng, nhưng cũng không thể đem lại sự linh hoạt khiến mọi người phấn chấn hăng hái ra biển câu như hồi xưa. Lý do là vì có hai quái sự liên tục phát sinh. Việc thứ nhất xảy ra ngay trên thân lão hội viên A Bang. Hôm đó là chủ nhật, A Bang cùng với vợ vào đất liền thăm nhạc mẫu chúc thọ. Nhạc mẫu ông vốn là một người có máu mặt, có danh vọng ở bản địa. Hôm chúc thọ đó, tân khách đến dự chật cửa. Yến tiệc hết sức sang, có đủ thịt bò, heo, cá, gà, vịt, ngỗng. Muốn ăn gì đều có nấy, thực khách hưởng dụng thỏa thích, nhưng vẫn không sao ăn hết. A Bang ưa ăn cá và nội tạng. Nhìn thấy trên bàn tiệc có một con cá to, ông rất khoái. Do khi ăn không cẩn thận nhai kỹ, lại ngốn nội tạng cá vào miệng quá nhiều, nên vừa nuốt qua thì A Bang bị mắc nghẹn. Ông cảm giác như có vật gì cứng mắc kẹt tại yết hầu, nên quýnh quán dùng tay kéo ra, nhưng không tài nào móc ra được. Chính trong khoảnh khắc nuốt không trôi, kéo không ra đó, ông hô hấp cực kỳ khó khăn, muốn há miệng la to cầu cứu cũng không thể. Em trai ông ngồi đối diện là người phát hiện ra tình huống nguy cấp này trước tiên, nên vội chạy qua phụ giúp. Nhưng hai mắt A Bang đã trợn trắng, đầu gục xuống, hơi thở yếu dần đi. Mọi người lập tức dìu ông lên xe đi cấp cứu, nhưng mới nửa đường thì ông tắt thở. Mặc dù người đã chết, nhưng y viện vẫn tiến hành phẫu thuật để kiểm tra nguyên nhân tử vong. Bác sĩ lôi nội tạng cá mắc kẹt tại yết hầu ra. Chính ngay giây phút đó, các bác sĩ, y tá, hộ lý tại hiện trường thấy đều sợ há hốc mồm, sợ đến đơ mắt cứng miệng khi nhìn thấy thủ phạm giết người chính là cái móc câu đang móc cứng vào yết hầu của A Bang. Lạ lùng là cái móc câu này nằm ở trong nội tạng cá, xuống đến cổ A Bang nó bị ép ló ra, cho nên khi A Bang càng dùng sức kéo thì móc câu càng bám chặt. Những thân hữu chứng kiến tình hình kinh khủng này, tất nhiên ai cũng liên tưởng tới sở thích ưa câu cá của A Bang. Hơn nữa, kinh nghiệm và kỹ thuật câu của ông khiến cho tất cả hội viên đều bái phục. Trong lúc người khác không câu được cá thì ông thu hoạch vô số. Bây giờ nhìn cảnh hai mắt A Bang trợn trắng, miệng há to, bên cạnh là cái móc câu dính đầy máu, ai nấy đều sợ đến lông tóc dựng đứng, không thể không tin nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Câu chuyện xảy ra cho A Bang là ngàn chân muôn thực. Câu chuyện thứ hai còn ly kỳ hơn. Hội viên Dương Tị Ích là cao thủ câu cá, từng tham gia các hội thi, liên tục hai lần đều giật giải quán quân.
Dương Tiên Sinh ngoài thú ưa câu cá ra còn ưa đi xe đạp điện. Hàng ngày cứ chạng vạng tối là ông chở vợ ra ngoài ven đô hóng gió. Tối đó khoảng 11 giờ, ông dự tang lễ người bạn thân xong thì lái xe về nhà. Con đường quen thuộc đến nỗi cho dù có nhắm mắt ông cũng có thể lái rành rọt. Nhưng thật kỳ quái, chiếc xe hơi đang chạy ngon trớn thì ông bỗng thấy trước mặt xuất hiện một con sông lớn. Trước đây ông chưa hề thấy qua. Để tránh rơi xuống sông, vì đang lái ở tốc độ 120 km/h nên ông vội vàng bẻ lái đạp thắng gấp. Chỉ nghe rầm một tiếng thật to, ông tông thẳng vào cột điện ven đường. Đến lúc ông tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Ai cũng nghĩ Dương Tiên Sinh lái xe tốc độ cao thành ra bị tai nạn. Tuy điều này xảy ra ngoài ý muốn nhưng chưa đủ kỳ quái. Kỳ quái nhất là vết thương trên thân thể của ông rất mau chóng lành, duy chỉ có môi và vòm miệng là thương tích nghiêm trọng. Cả hàm răng rung hết, chẳng ăn gì được. Hơn một tháng nay chỉ có thể dùng ống dẫn bơm thức ăn lỏng vào cổ họng. Còn lạ hơn nữa là vết tét phía trên lẫn phía dưới của khóe môi, bác sĩ đã khâu 7 lần mà vẫn không khép lại. Để khâu xong, đến lúc cắt chỉ thì hai khóe mép của ông lại lở loét sưng phù. Cuối cùng bác sĩ phải dùng chỉ túi tân tẩm hóa chất để may cho kính. Một tuần sau chỉ tự tan rồi nhưng môi ông vẫn lở loét, hai khóe cứ ngoác rộng ra như hàm cá. Bác sĩ chủ trị đành thúc thủ bó tay. Ngót mấy tháng ông bị đau đớn dày vò, thống khổ bất tận, mồm cứ lở loét hả rộng y hệt mồm cá lúc bị móc câu làm tổn thương gây lở vậy. Hôm nọ vợ ông như lệ thường đến thăm, vô tình buộc miệng nói: "Ôi trời ơi, miệng ông há to như vậy giống hệt miệng con cá mắc câu à." Mấy từ này đánh động đến lương tâm Dương Tiên Sinh giống như một lời cảnh báo, khiến ông nhớ lại mỗi lần mình câu cá đều khéo rách miệng cá làm cho nó lở loét cả vòm miệng. Bây giờ ông mới thực sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của nó. Thế là ông cùng với vợ vội mang đèn hương đi đến chùa đối trước Phật. Ông chí thành lễ bái sám hối và phát thệ từ nay về sau không bao giờ câu cá nữa. Nói ra cũng lạ, từ hôm đó trở đi môi ông dần dần lành lại, không còn lở sưng nữa. Chỉ một tuần sau thì ông xuất viện. Sau đó ông kể cho các bạn hội viên những gì mình đã trải qua và khuyên họ không nên câu cá nữa. Từ đó hội viên câu lạc bộ câu cá giải nghệ rất nhiều. Không bao lâu Lâm Xuân Giáp cũng từ bỏ việc câu cá và câu lạc bộ giải tán. Giải tán nhà hàng hải sản. Nơi thành phố X có một nhà hàng hải sản vừa mới khai trương, rất bề thế, quy mô. Ngay cổng, chủ tiệm còn cho dựng đại tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, ngày ngày thắp hương nghi ngút. Tuy thờ phụng vậy, nhưng trong nhà hàng ngày nào cũng giết vô số hải sản tươi sống. Thôi thì đủ kiểu, chưng, nấu, quay, rán. Thậm chí còn làm thịt cả những loài to lớn như xuyên sơn giáp, cá sấu, đà điểu, vân vân. Ngay lúc quán này khai trương, tôi đã có linh cảm, nhìn ra và dự đoán được thọ mạng của quán này không dài. Quả đúng vậy, chẳng bao lâu thằng con chủ quán theo băng nhóm đánh lộn, làm công tử con của một nhà quyền quý bị thương, phải nhập viện và biến thành người thực vật. Do công tử nằm nơi phòng cao cấp nên lợi nhuận chủ quán thu được hàng ngày không đủ để nộp phí chữa chạy cho nạn nhân. Sau đó ông đành phải bỏ trốn. Đến nay thì nhà hàng đã bị xiết trừ nợ và đổi thành môn đình. Tuy là ông có thắp hương thờ cúng Phật nhưng lại chẳng minh lý, mà thờ Phật như thế là mê tín. Vì bản thân chẳng chịu nghiêm trì giới luật nên mới chiêu lấy quả báo hiện tiền. Lại có người sát sinh ăn thịt nhiều năm, đến nay thấy thân thể mình vẫn không bị chướng ngại gì. Chẳng hề biết đó là do đời quá khứ họ từng tạo nhiều phúc lớn nên tạm thời ác báo chưa trổ,
Có thể ngày mai khi họ tiếp tục ăn thịt một chúng sinh nào khác thì ác báo sẽ ập tới. Chẳng phải chúng ta thường chứng kiến cảnh có người bất ngờ bị tử vong hoặc biến thành tàn tật hay sao? Sám văn. Nếu hỏi vì sao những người tinh tấn tu hành, giữ giới trong sạch, đáng lẽ được thọ nhưng lại đoản mệnh, còn người hàn thịt, đồ tể, đáng lẽ chết sớm, sao lại sống lâu? Kẻ thanh liêm đúng ra được giàu sang nhưng sao lại nghèo thiếu? Còn phường tham lam trộm cướp, đáng lẽ nghèo khổ nhưng lại giàu có phong lưu? Những thắc mắc này ai mà không nghĩ đến? Do không rõ những nghiệp nhân ẩn khuất gieo trồng, làm ra từ bao kiếp trước. Giải thích. Có người còn nói, người tốt chẳng thọ, kẻ xấu sống ngàn năm. Lập luận này có đúng chăng? Đương nhiên là không. Giáo lý Phật thuyết, cho dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo vẫn không mất. Như đã giải thích, nếu chúng ta gieo trong ruộng toàn hạt xấu giống tạp, thì mỗi loại sẽ phát triển khác nhau, thời gian khai hoa kết quả cũng không đồng. Thêm phần khác địa điểm, phong thổ, việc chăm sóc cũng khác, nên lúc khai hoa kết quả phải có sai biệt. Việc gieo nhân tạo nghiệp cũng giống như vậy. Hằng ngày chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp thiện ác, nếu tính trọn cả đời, ta cũng vô phương tính ra. Huống nữa là tính từ vô thỉ kiếp đến giờ. Giả lại, có nghiệp trả báo trước, có nghiệp trả sau, tùy luật nhân quả quyết định chứ không do chúng ta quyết. Chư Phật, Bồ Tát, mặc dù có đại trí huệ thần thông, thấy biết hết nghiệp thiện ác của chúng ta làm, nhưng không thể khiến thiện nghiệp chúng ta tăng hay ác nghiệp giảm đi một chút. Các ngài chỉ có thể ngay lúc chúng ta phát nguyện dứt ác hành thiện, chịu sám hối, hồi tâm quay đầu mà đến hỗ trợ giúp chúng ta. Nghĩa là các ngài dùng phúc báo, trí huệ, vạn đức trang nghiêm đầy đủ của mình mà gia trì, khiến chúng ta khi thọ ác báo thì hậu báo chuyển thành tiền báo, trọng báo đổi thành khinh báo. Phật còn bảo chúng ta, dù tội nghiệp lớn, chỉ cần thật lòng sám hối sửa đổi, thệ đoạn ác tu thiện thì có thể tiêu trừ dần. Họa phúc không cửa do người tự chiêu. Họa phúc xảy ra là do làm ác làm thiện mà có. Quả báo sớm muộn gì cũng sẽ tới, nên nhớ kỹ, chỉ cần lúc nào ta cũng luôn đoạn ác tu thiện thì hậu phúc sẽ đến. Sám văn. Kinh Bát Nhã dạy rằng, nếu ai đọc tụng kinh này mà bị kẻ khác khinh chê, là do người ấy đời trước có tội nặng, đáng đọa vào đường ác. Ngày nay nhờ bị người khinh chê nên tội đời trước được tiêu diệt. Giải thích. Trong kinh Kim Cang cũng dạy, nếu người trì giới tu hành hằng đoạn ác tu thiện mà bị người chung quanh coi khinh, ấy là do người này nếu đời nay không thân cận Phật pháp, chẳng tin Phật, thì do nghiệp cực xấu của đời trước, sau khi chết đi sẽ bị đọa ác đạo. Nhờ họ gặp Phật pháp, biết tu hành, nghiêm trì giới luật, cho nên nghiệp đáng phải đọa ác đạo, nay nhờ bị người khinh khi, nhục mạ, phỉ báng mà được tiêu trừ. Vì vậy, những người mắng họ, khinh họ là đang giúp họ tiêu nghiệp. Nếu hiểu rõ đạo lý, thay vì trả nghiệp nặng thì nhờ tu mà chuyển thành trả nhẹ, thì bạn phải cảm tạ Phật và tri ân những người đang nhục mạ, khinh khi kia mới đúng. Sáu chuyện nhân quả. Gần đây có một vị họ Trương, nhà trụ tại thôn Hồ Khấu, huyện Tân Trúc, đã viết thư tới, kể rất nhiều câu chuyện nhân quả do chính ông đích thực chứng kiến hoặc nghe thuật lại. Ông khẳng định những chuyện này hoàn toàn có thật, là người thực, việc thực, có bằng chứng hẳn hoi, xin công bố ra để thế dân cùng cảnh giác. Hy vọng thông qua đây mọi người sẽ học được nhiều điều hay, càng tin sâu nhân quả để không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, nhờ đó mà phong khí xã hội được cải thiện. Giờ xin kể ra từng chuyện theo thứ tự như sau. 1. Ác báo của tôi. Trước khi tôi biết đến Phật pháp, tính rất tàn nhẫn,
đối với loài vật không có lòng từ bi, không biết thương xót hay cảm thông chi. Hơn 20 năm trước, cả nhà tôi công tác tại xưởng giày, có ông giáo X dạy về kỹ thuật, rất ưa ăn thịt chó. Lần nọ, ông X ra ngoài mua về một con chó, ngỏ ý muốn tôi đem nó đi giết. Lúc đó tôi không có chút do dự, dùng chùy sắt đập mạnh vào đầu của nó. Con chó kêu rú thảm thiết, tôi vẫn không chút động tâm, tiếp tục nện tới tấp cho đến khi đầu vỡ máu tuôn. Cho hết dãy dụa thì tôi mới dừng tay. Còn nữa, nếu như tình cờ gặp con rắn nào thì tôi nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để bắt cho bằng được, rồi dùng đá đập nát đầu rắn. Trước khi chết, con rắn không ngừng dãy dụa, lăn lộn thống khổ, tôi cứ tỉnh bơ nhìn như không thấy gì. Lòng chẳng có chút xót thương, chẳng chút áy náy vì hành động bất nhân tàn độc của mình. Sau này tôi liên tiếp vướng nhiều chứng bệnh khổ. 7 năm trước, tôi công tác tại đội làm đường nọ, thì một chiếc xe đang thi công đột ngột lui bánh. Tôi không đề phòng nên bị tông đến chấn thương não, phải nhập viện điều trị, rất lâu mới hồi phục. Sau đó chứng đau bao tử bộc phát, tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị, uống đủ thuốc đông lẫn tây nhưng vô hiệu. Cuối cùng, bất đắc dĩ, tôi phải áp dụng theo một số toa thuốc dân gian chỉ bày. Do phương thuốc này cần thịt nhiều loại chúng sinh như chó, mèo, rắn, rùa, rết, gà, vịt, vân vân, phối hợp để chưng, nấu, hầm, nướng, nó mới có tác dụng. Kết quả, tôi hại chết thêm nhiều sinh linh nữa. Nhưng trải qua trường kỳ dùng đủ thứ thuốc, bệnh của tôi không những chẳng giảm mà ngày càng nặng thêm. Sau đó, tôi đi các bệnh viện lớn khám, bác sĩ nói nếu không mổ ngay thì khó cứu được mạng, vì vậy phải phẫu thuật. Bao tử tôi bị cắt bỏ hơn 2/3, ruột cũng bị cắt bớt một khúc, đủ thấy tình huống lúc đó cực kỳ nghiêm trọng. Năm ngoái, lúc tôi làm việc tại công xưởng, sơ ý bị máy dập làm ngón tay bị thương nát bấy, chảy máu không ngừng, đau thấu tim gan. Tôi kêu la thảm thiết, suýt chút nữa thì ngất đi. Khi nhìn thấy tay nát máu chảy, ngón tay run lẩy bẩy không kềm được, bất giác tôi nhớ lại hồi xưa mình từng đập rắn, giết chó, máu nhuộm đỏ cả khoảng sân. Dần đó tôi bắt đầu tự hỏi, tôi suốt mười mấy năm nay không ngừng bị các bệnh quái ác hành hạ, còn gặp đủ tai nạn thương tật, vậy có phải đều là quả báo do ngày xưa? 2. Trần lão gia. Tôi có một nữ đồng nghiệp họ Trần. Trong lúc họp mặt, vị tiểu thư này kể cha cô là Trần lão gia có một sở thích đặc biệt là rất ưa ăn mắt cá. Mỗi khi dùng bữa, nếu trên bàn có cá thì luôn móc mắt nó ăn, khen rằng rất ngon. Ông còn dặn người nhà phải mua nhiều cá, nhất là cá phải còn sống thì ăn mới khoái khẩu. Sau này phụ thân cô bỗng dưng bị viêm một con mắt, bệnh phát và chuyển nặng nghiêm trọng, nhiều bác sĩ danh tiếng đều bó tay không chữa được. Sau đó mắt của cha cô mù hẳn, bác sĩ bèn lấy nó ra thay vào một nhãn cầu giả. Năm sau, con mắt còn lại của cha cô cũng bị bệnh, không bao lâu thì mất thị lực. Hiện giờ ông phải sống qua chuỗi ngày không nhìn thấy ánh sáng. 3. Ác báo của anh em họ Trần. Tôi có một bạn học họ Trần, anh là quân dân. Mỗi lần nghỉ phép về nhà, anh và em trai thường đi câu cá, lên núi săn bắt các động vật hoặc bắn chim, xem đây là thú tiêu khiển. Sau này nhà anh liên tục phát sinh rủi ro. Đầu tiên là em trai anh, trong lúc xây dựng công trình sơ ý bị té từ giàn giáo lầu 2 xuống. Vì là nơi xây dựng
nên phía dưới sắt thép nằm bừa bãi hỗn gan. Em trai của anh bị sắt đâm thủng bụng, làm ruột bị thương nặng, không lâu thì tử vong. Tiếp đến là bản thân anh Trần, bệnh hoạn, hành thê thảm, đau đớn thống thiết. Chưa hết, chỉ vì chút việc vặt mà cãi gây cùng với vợ một trận dữ dội, đến phải ly hôn. Một gia đình trước đây hạnh phúc mỹ mãn, giờ thành ly tán, khiến người không khỏi thở dài. Anh bạn xạ thủ. Nơi chỗ làm của tôi có một đồng nghiệp rất ưa dùng ná bắn chim. Tài xạ thủ vô cùng chuẩn xác, hầu như trăm phát trăm trúng. Hễ bắn ra là trúng ngay chỗ hiểm, làm chim bị thương nơi phần đầu. Anh mà ra tay thì không con nào thoát khỏi. Mấy năm nay, đối với tài nghệ này của anh, mọi người đều hâm mộ, không tiếc lời trầm trồ, ngợi khen. Năm ngoái, trong lúc đơn vị tôi tu sửa công trình, thì cần cẩu trên xe bất ngờ bị đứt và rớt từ trên cao xuống, nện thẳng vào đầu một nhân viên phía dưới. Lực đập nặng nề của móc sắt khiến đầu nạn nhân bị nát, như dưa hấu bị bổ, óc bắn tứ tung, máu chảy đầy đất. Ai chứng kiến cũng kinh tâm, không dám nhìn. Hóa ra người bị nạn chính là anh bạn đồng nghiệp có tài xạ thủ nọ. 5. Khi quan gia báo. Tôi có một vị trưởng bối rất ưa ăn thịt, thích nhất là giò heo, cánh và chân gà. Không những ngày ăn 3 bữa tiệc liên tục, mà mỗi khi đối ẩm thưởng thức cùng với 5-3 bạn nhậu phải luôn có các món trên. Có thể nói là ông ưa ăn thịt cực kỳ, không biết chán. Đến lúc tuổi già, vị trưởng bối này do quá thừa acid uric nên tay chân biến dạng cong queo. Hơn nữa, trên mặt có nhiều vết lở loét đáng sợ. Vài chỗ trên da còn phát sinh hiện tượng nát rữa. Dù ông đi khắp nơi cầu trị nhưng không chữa được. Lần nọ, ông sơ ý bị té, gãy xương đùi. Ông đau đớn rên rỉ suốt mấy ngày rồi tạ thế. Theo lời người nhà kể, vài ngày trước khi lâm chung, ông thường run rẩy kêu thét hoảng sợ. Con người muốn bắt tôi đi, con người muốn bắt tôi đi, họ đòi làm bạn với tôi, con người muốn bắt tôi đi. Khiến cho ai nghe cũng nổi óc. 6. Cẩn thận khi thề thốt. Ở quê tôi có các bô lão thường kể cho đám thanh niên trẻ chúng tôi nghe một câu chuyện để cảnh giác. 30 năm trước, Đài Loan có một số người nghèo khổ mưu sinh bằng cách chở hàng đi bán dạo. Lần đó, anh bán vải chở hàng vào thôn. Các phụ nữ bu xem, họ cầm vải truyền tay nhau cùng xem, rồi luân phiên bình phẩm, nhưng không ai mua. Người bán thấy vậy, bèn thu vải về. Nhưng khi kiểm hàng, anh phát hiện bị mất một xấp vải. Lúc này, ai cũng nói mình không có lấy. Trong đám phụ nữ, có một chị không những hung hăng xác định mình không lấy, mà còn thề độc như sau. Tôi mà có lấy vải như mấy người nói hả, thì sẽ bị xe đụng chết. Sau đó chị ta đến Kim Môn. Ngày nọ chị đang ngồi trong nhà, thì một chiếc xe tải bị đứt thắng, đâm thẳng vào nhà và tông chết chị. Khi tin này truyền ra, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, cho đây là nhân quả báo ứng đáng sợ vô cùng. Sám văn. Làm người hay bị bắt giam là do đời trước hay giam nhốt chúng sinh trong lồng, trong chậu. Giải thích. Đã có người vô duyên vô cớ bị án liên lụy và bị tống giam oan. Sau đó qua điều tra, họ được phán vô tội và phóng thích. Đây là do đời quá khứ hoặc hiện tại bản thân họ đã từng giam nhốt chúng sinh. Tôi từng gặp một nữ viện trưởng viện Ấu Nhi, chồng bà là lãnh đạo một cơ quan nọ. Mấy năm trước, ông bị người vu cáo tham ô nên bị bắt tống giam 3 năm. Sau nhờ điều tra phán ông vô tội và được thả về nhà. Tuy được cấp lương lại, nhưng cũng đã nếm 3 năm tội tù. Bà muốn biết nguyên nhân là do đâu? Tôi hỏi,
nhà bà có ưa nuôi chim cảnh không? Bà kể, lúc họ kết hôn, nơi nhà mới có treo lồng chim đủ loài đủ dạng. Mãi đến khi chồng bị giam, bà mới tặng hết cho người. Tôi quan sát tìm xem nguyên do vì sao chồng bà bị giam 3 năm khổ sở, thì thấy rõ. Từ đời quá khứ đến hiện tại, ông rất ưa nuôi chim. Do dùng lòng giam cầm chúng sinh mà phải thọ quả báo này. Ngày 4 tháng 7 năm 2007, thời báo Hoàn Cầu đăng tin như sau. Ở thôn Ekati thuộc nước Ấn Độ, có một người dân không làm sai bất cứ điều gì, cũng không phạm lỗi gì với ai, nhưng lại bị giam trong ngục tới 53 năm. Sau khi thả ra, ông được bồi thường 1 ruby, tương đương 2,5 USD hoặc 2 hào nhân dân tệ. Xin kể thêm câu chuyện do đệ tử Ngài Hư Dân là Thích Quán Bổn ghi. Con chồn trắng. Năm Dân Quốc 25, Bính Tý. Sau khi Nam Hoa đã mở đại giới đàn, truyền 3 đàn xong, lúc sắp giải giới thì Lâm Quốc Canh, đoàn trưởng sư đoàn 16 đang đóng quân tại Tàu Khê đến thăm, tay xách cái lồng, trong nhốt một con vật toàn thân trắng tuyết, điểm lấm chấm đen, lông mướt rượt, mõm nhô, đuôi dài, đích thị là một con chồn. Đoàn trưởng nói, con vật này có lý lịch ly kỳ lắm. Mới đầu, nó bị thợ săn ở núi Bạch Dân, Quảng Châu bắt được. Người ta kể rằng, khi phá bức tường thành Quảng Châu để mở con đường cái, thì thấy nó từ trong thành phóng ra và bị bắt. Bạn tôi mua nó với giá 40 đồng, tính đem về nấu ăn cho bổ và khoái khẩu. Nhưng nhìn thấy mắt nó linh động, long lanh, có vẻ hiểu được ý người, nên ông ta không nỡ làm thịt, bèn nhốt lại và đem bán cho vườn sở thú Quảng Châu. Rồi sau đó, khi khổng khi không, ông ta bị bắt, bị tống vào tù mà không rõ nguyên nhân do tội trạng. Án cứ lưu như thế mãi mà không ai giải quyết. Tình cờ, vợ ông ta tham dự một buổi cầu cơ, chưa mở miệng hỏi gì thì đã thấy quẻ chạy. Đề cập đúng chốc điều bà đang thắc mắc trong lòng và giải thích rằng ông nhà hiện đang bị nhốt là do chiêu cảm quả báo của việc bán con chồn cho sở thú giam giữ. Còn chỉ cho bà rằng hiện có bậc cao tăng đang chủ trì hoằng pháp tại chùa Nam Hoa, hãy mau đem con chồn đến đó phóng sinh thì người chồng ắt sẽ được thoát nạn. Bà vợ giật mình cả kinh, vội đem tiền chuộc con chồn, do Lâm đoàn trưởng là bạn thân của chồng bà, sẵn dịp ông đang đóng quân ở Tàu Khê nên bà nhờ ông mang con chồn đến chùa phóng sinh giùm. Ngài Hư Dân nghe kể chuyện liền thu nhận con chồn. Ngài thuyết tam quy ngũ giới cho nó xong thì thả nó ra khu rừng rậm phía sau chùa. Hằng ngày nó đều vào chùa để tăng chúng cho ăn. Từ khi thọ giới xong, nó không chịu ăn thịt nữa, chỉ ăn chay và rất thích ăn trái cây. Những người thợ xây chùa muốn trêu chọc nó, họ nhét thịt vào chuối đưa cho nó ăn. Con chồn khi biết mình ăn nhầm liền nhổ ra. Nó dùng móng chân trước cào vào thức ăn, kiểm soát mấy lượt, nhìn tới nhìn lui, mắt lườm mấy ông thợ, tỏ vẻ giận dữ bất bình vì họ đã dối gạt nó. Sau đó nó bỏ đi thẳng suốt mấy ngày mà không trở về. Một hôm, do bị người trong làng đuổi bắt, nó leo lên một ngọn cây cao chót vót, ngót mấy chục trượng, ôm cành kêu khóc. Chú Sa Di thấy vậy, vào bạch với phương trượng. Ngài Hư Dân liền ra đến dưới gốc cây đứng nhìn lên. Vừa thấy ngài, con chồn liền tuột xuống, đeo ngay vào tay áo ngài, vẻ rất mừng rỡ. Hòa thượng đem nó về, sợ nó bị người rình bắt. Ngài đóng cho nó cái chuồng. Sau đó khi thả ra, nó chỉ đi quanh quẩn trong chùa, không vào rừng nữa. Một hôm, ông tưởng giới thạch
đi cùng 10 lính hầu đến thăm chùa nhưng không báo trước. Họ vừa đến cổng Tào Khê thì thấy con chồn. Thị vệ định bắn nhưng ông Tưởng ngăn lại. Chồn lúc lắc đầu, nghe vẫy đuôi, dắt ông Tưởng đi vào. Đến đại điện, nó chạy như bay vào phương trượng. Cắn áo hòa thượng kéo xuống lầu gặp ông Tưởng. Nghe kể chuyện nó, ai cũng cười. Mỗi khi hòa thượng ngồi thiền, chồn thường nằm dưới thiền sàng. Thấy hòa thượng nhắm mắt ngồi lâu quá thì nó bắt đầu tái mái, kéo râu ngài đùa nghịch. Hòa thượng mở mắt nhìn nó, bảo: "Con có linh tánh, chớ vào rừng, đừng ra ngoài sơn môn hay tới gần nhà dân mà bị bọn trẻ quấy phá." Một hôm, chẳng biết nó đi đâu mà bị xe cán trọng thương, nằm nhẹp, không đứng dậy nổi. Thấy hòa thượng đến thăm, nó ráng chìa vết thương ra cho ngài xem. Hòa thượng biết không cứu được, thương nó đau đớn, bèn khai thị: "Cái túi da này không đáng để lưu luyến nữa, con đừng bám víu vào, hãy buông xả và sám hối tất cả nghiệp duyên quá khứ. Khởi một niệm sai thì phải đọa, phải nhận lấy ác báo, chịu nhiều thống khổ. Giờ đây quả báo của nghiệp xưa đã mãn, ta mong con nhất tâm niệm Phật để sớm được giải thoát." Chồn hiểu ý, gật gật đầu, kêu lên mấy tiếng rồi tắt hơi. Thi thể nó để 2 ngày vẫn không biến đổi. Hòa thượng nhớ đến câu chuyện tổ Bách Trượng độ chồn quan, nên cho tổ chức tang lễ nó như một vị tăng, chôn nó ở phía nam núi. Việc này xem ra ly kỳ, nhưng sở dĩ những điều đó phát sinh trong cuộc sống, nguyên nhân cũng giống như trong sám văn đã tả thôi. Chúng ta là phàm phu, thường hay lý luận. Việc nuôi chim, cá là trò tiêu khiển cực kỳ thú vị. Đa số còn có quan niệm ngu muội rằng hễ đã phát tài chút ít thì có quyền ra ngoài giải trí chơi bời hưởng lạc, tha hồ bằng cách mua hoa, bao gái. Và họ lập luận rằng nhà thổ lầu xanh vốn là chốn mua vui, để mình tiêu khiển, giải trí. Họ nào biết hưởng phúc kiểu này chính là tạo quả, đâu hay rằng chính hành vi mê tối này đã vô tình tạo nhân xấu, khiến họ phải sa vào địa ngục vô biên vô tận. Đợi đến khi ác báo trổ trên thân, vô thường ập tới, lúc đó có hối cũng đã muộn. Sám văn: "Nghe thuyết pháp mà cứ trò chuyện ồn ào, làm loạn tâm người thính pháp, sao sẽ đọa vào loài có tai dài?" Giải thích: có nhiều người đến dự pháp hội không phải vì muốn nghe pháp, mà vì muốn trò chuyện bình luận, ưa làm pháp quan, phân tích mổ xẻ. Chỉ cần vừa nghe lời không thuận lỗ tai mình thì vội vàng luận tam thuyết tứ, hoặc đến đạo tràng mà không chú tâm nghe, toàn nói chuyện phím, gây ồn ào và quấy nhiễu người nghe pháp. Những người này tương lai sẽ đọa làm chó trong cõi súc sinh, bởi vì loài chó vừa nghe tiếng động không kịp phân biệt xanh hồng trắng đen chi, đã há miệng sủa to khuấy động sự yên tĩnh bốn bề. Nếu như đối với người thuyết pháp bị nhiều đàm tiếu thị phi, thì nên y pháp chẳng y người. Phải nghiên cứu giáo lý giảng cho đúng lễ, thái độ nên đoan trang cung kính, phương pháp và thời cơ đều phải thích nghi. Đệ tử Phật tuyệt không nên có thái độ bới lông tìm chết hay lộ vẻ vui thích hả hê khi thấy lỗi của người. Càng không thể nhân vì một số vấn đề vụn vặt mà đi quấy rối đại chúng đang chăm chú nghe chánh pháp. Trong xã hội hiện nay, có nhiều người tham dự thảo luận Phật pháp trên mạng, và mối liên lạc theo cảnh nói một câu ngàn người nghe, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, điều cần chú ý là phải hết sức cẩn trọng ngôn hạnh, chớ tạo lỗi đàm thoại làm nhiễu loạn người đang cần tập trung nghe pháp. Pháp, 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 pháp. Tôi là cô ba cháu gà ở chợ Vòng Nhỏ, một vùng chợ Mỹ Tho.
Danh từ này ai cũng đều biết. Tôi bán cháo gà một thời gian từ năm Ngọ cho đến cuối năm Mùi, gần ngót 18 tháng. Ngày 16 tháng 11 rạng 17 âm lịch, tôi định sắp sửa nấu cháo gà. Trong đêm đó, tôi nằm mộng thấy cắt cổ một con gà mà nó hiện làm người ta. Khi đó tôi nói: "Ủa, tại sao ông thành người ta? Làm sao tôi nhúng nước sôi cho được?" Ông ấy đáp: "Mày chết, chớ có nhúng nước sôi, tao là ông nội của mày đây." Tôi hỏi: "Ông nói thì tôi không tin, ông nội của tôi sao lại không giống?" "Giống sao được mà giống, vì hồi còn sống, ông nội sát sanh hại mạng cũng nhiều, khi chết, con cháu lại làm heo, bò, gà, vịt để lo tống táng, cho nên ông làm thú biết bao nhiêu kiếp mà trả chưa có xong. Vì thai hồn đổi xác nhiều đời, làm sao mà giống được mà con biết. Mai nhiều đời trước có chút công tu, được Diêm Chúa cho về bảo cho con cháu biết. Con ráng tu, đừng có sát sanh hại vật mà phải đọa vào địa ngục giống với ông khổ sở lắm." Tôi hỏi: "Ông nói tôi cũng chưa tin, mà ông tên gì?" Ông đáp: "Ông là Huỳnh Văn Giáp, cha mày là Huỳnh Văn Thình, mày là Huỳnh Thị Nhi. Con tính chưa?" "Ông nói đúng sự thật, nhưng thấy tướng mạo tôi còn nghi." Ông bèn tiếp: "Thôi, con ráng tu đi rồi biết, chứ đừng có nghi. Ông cho con hay, con tội lỗi rất nhiều, vì sát sanh không những gà vịt mà thôi, cho đến trùng, dế, kiến, chuột, bọ, rắn rít đều cũng có tội hết. Thôi, con cố gắng tu đi để cầu siêu cho ông với." Đến đây đồng hồ ré, tôi giật mình xem lại đúng 3 giờ khuya. Thường khi nấu cháo gà cũng vào giờ đó. Và ngày đó lại nhằm ngày 17 tháng 11 âm lịch, là ngày vía Phật A-di-đà. Tôi liền đem gà bán hết và không làm nghề nấu cháo gà nữa, bắt đầu ăn chay trường tụng kinh trải 6 năm như vậy. Thời gian 6-7 năm tu cư sĩ tại gia, thường ngày tụng kinh Di Đà Phổ Môn và niệm Phật. Lần lần tôi tụng đến kinh Địa Tạng Pháp Hoa. Tính ra từ 17 tháng 11 năm Mùi cho đến ngày 23 tháng 4 năm Dần. Khi đó vào lúc 6 giờ chiều, tôi đang ngồi niệm Phật, bỗng thấy từ đâu chẳng biết, đứng sững trước mặt tôi một vị mặt đen như than, lớn tợ mâm, bụng bự chồm hồm muốn chụp tôi. Sợ quá, tôi la quay quải, náo động cả xóm, rồi té xuống đất bất tỉnh. Bỗng nghe tiếng con kêu khóc. Thấy mình đang đứng trước cửa, có một số người rất đông. Biết đây là người âm chứ không phải người dương. Là ma quỷ gì đây, tôi không rõ. Họ đang sầm xì với nhau. Nhìn trong nhà, thấy con đang ôm đầu tôi khóc thảm và kêu: "Má, má." Còn lối xóm, người đánh lưng bóp cẳng, thoa tay, cạo gió đủ thứ. Tôi rất đau lòng, biết mình đã chết. Có lẽ vì công tu quá ít mà tội lỗi thì nhiều. Thôi, bây giờ ráng niệm Phật, xin Phật cứu độ cho, chứ không dám nhìn vào xác nữa. Khi nhìn ra ngoài niệm Phật, thì tôi thấy các vị thần đổi sắc mặt, vui vẻ, kêu tôi: "Sư nữ, sư nữ, ngài hãy bắt hơi thở đi." Tôi suy nghĩ, có lẽ là ma hay quỷ gạt mình đang bắt hồn chứ gì. Tôi bèn nói: "Các ngài làm trước, rồi tôi làm sau." Khi ấy, tôi thấy các vị thần đều hòa hơi thở như lúc ngồi thiền. Tôi liền làm theo. Có một vị cõng tôi lên, các vị khác xách tay tôi, bay bổng lên mây, hướng về phía tây nam lướt tới. Có 6 vị đi trước, 6 vị ở giữa với tôi, và 6 vị đi sau, trải qua mấy lớp mây. Lúc ấy, tôi nghe chư thần nói đã tới ranh giới nước Mã Lai. Tôi nhìn xuống, cũng còn thấy nhà cửa, cây cối ruộng vườn, kẻ qua người lại. Bay một lúc nữa thì thấy biển mênh mông, những cù lao rải rác đó đây, lô nhô dưới biển, tàu bè xuôi ngược, đèn đuốc lập lòe vì trời đã tối. Bay một đổi xa hơn, không còn thấy chi nữa, chỉ toàn là biển cả mênh mông, mây nước một màu, bầu trời đen thẳm, thật lạnh lùng khiếp sợ. Bay một lúc lâu, tuyết xuống dày đặc cả mình lạnh buốt, tay chân tê cứng chịu không nổi, nên tôi buông tay nhào xuống biển. Khi đó, chư thần vớt tôi lên đem vào đền vua, được biết đây là điện Long Dương. Tôi nghe Long Dương hỏi:
chư thần bắt hồn chúng sanh ở cõi Diêm Phù, sao không bỏ trong hồ lô mà để ở ngoài như vậy, đi qua biển chịu sao cho nổi? Lúc ấy chư thần trả lời sao tôi không nghe rõ. Kế đó Long Dương bảo một vị rồng bề ngang độ 3 thước, bề dài hơn 100 thước, và tôi cùng 18 vị thần lên lưng ngồi. Xong xuôi, rồng bay tới chân núi dừng lại. Các thần cõng tôi bay xuống. Ngọn núi to lớn vô cùng, xa xa là bể cả. Được biết đấy là núi Thiết Di. Khí trời ở đây lạnh lắm, sương sa tuyết đổ, trên chót núi tuyết đóng trắng phao, cảnh trời u ám. Có một điều lạ là khi tôi đến biển thì trời đã tối, mà khi đến ngọn núi này lại thấy cảnh mờ mờ. Chư thần cõng tôi bay vòng quanh núi, đến một cửa đá rất lớn. Thần gõ 3 tiếng thì cửa đá mở. Thần hỏi: Sư nữ, có sao không? Tôi đáp: Thưa ngài, tôi lạnh lắm, chịu không nổi. Có một vị thần lấy ra cái y ở trong tay áo đưa cho tôi đắp. Các ngài cùng tôi vào trong núi thì nghe các vị thần nói: Bồ Tát tới rồi. Vào trong núi thấy hào quang sáng rực một vùng đất rộng lớn bao la. Ở đây nghe ấm áp hơn ở bên ngoài. Nhìn vào trong thấy đền đài nguy nga to lớn. Trước đền đài 2 cái tháp cao có 2 vị Bồ Tát đang ngồi ngang nhau, hào quang tua tủa đổ hột. Tưởng mình được về Tây Phương, lòng mừng khắp khởi, định chạy đến chỗ Bồ Tát mà lại. Phía ngoài 2 vị Bồ Tát ngồi, phía sau lại có một đàn gà vịt rất đông, còn phía trong xa là đền rồng của vua Nhất Điện. Vì thấy Bồ Tát, tôi mừng quá mà không thấy đàn gà vịt chặn mình phía trước, mỗi con lớn bằng một con nghé. Tôi vừa đi tới thì nghe chúng nó nói: Dữ không? Chúng tôi đợi nhà ngươi từ tháng 10 năm Sửu cho đến tháng 4 năm Dần mới gặp. Chúng tôi được nghe Nhất Điện Tần Quảng Dương nói nhà ngươi đã quy y đầu Phật Pháp mà tu hành. Nhưng trước kia nhà ngươi ý mạnh sát hại chúng tôi, nào là cắt cổ, nhổ lông, phanh thây, xé thịt để đem lại sự giàu sang cho mình, chẳng xót thương đến những loài sinh vật yếu đuối ngu khờ này. Ngày nay nhà ngươi xuống đây, chúng tôi phải phân tay trả hận. Nói đến đó, chúng nó ào lại vây quanh, con thì mổ, con thì đá, lớp gà lớp vịt, mổ bươi cào cấu. Tôi đau đớn vô cùng, không còn chịu nổi nữa, liền té quỵ xuống. Chúng nó leo lên mình, nó chà, nó đạp, bươi, mổ, xé, cắn, nên tôi gất đi. Nhưng lạ lùng thay, tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng Bồ Tát Quan Âm nói: Này các con vật kia, hãy ngưng lại mà nghe ta nói 2 điều. Điều thứ nhất là các ngươi tự do trả hận, nhưng tất cả đều phải đứng qua một bên. Con này mổ rồi, đứng qua bên kia, tới con khác mổ, như vậy mới công bằng. Số các ngươi là 1011 con, mà cứ một con cứ mổ hoài, còn con khác không mổ được rồi cứ kiện thưa mãi, ở đây ai mà xử cho nổi? Trả thù xong rồi, tùy theo nghiệp lực của các ngươi mà đi đầu thai. Con nào còn kiếp thú thì đi làm thú, con nào mãn kiếp thì được đi làm người. Đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là các ngươi không trả hận, để ta cứu sống nó vậy, nó sẽ tụng kinh cầu siêu cho các ngươi tiến lên làm người hết. Sau này nó sẽ là thầy của các ngươi mà độ cho các ngươi tu hành. Trong 2 điều, các ngươi muốn điều nào tùy ý, chớ luật không ép. Bồ Tát nói đến đó thì chúng nói giang ra xa và không mổ nữa. Bồ Tát bảo tiếp: Các ngươi cứ từ từ mà trả hận đi. Các con vật trả lời: Bây giờ tôi muốn tên này tỉnh dậy để cầu siêu cho chúng tôi được làm người, chứ mang lớp thú hoài khổ quá. Bồ Tát bèn sai vị thần đem nước rưới vào mình. Tôi liền tỉnh dậy. Nhớ lại mình đã cắt cổ gà vịt quá nhiều, lòng hết sức ăn năn. Tôi bước tới trước mặt Bồ Tát mà lại. Bồ Tát Quan Âm dạy rằng: Nhờ ngươi thức tỉnh tu hành, thọ trì kinh pháp qua 6 năm, và cũng may là các con vật này nó họp lại đây để kiện ngươi, xin trả thù có 1 lần, bằng không tự nhiên sau này ngươi phải đầu thai làm thú trong 1011 kiếp để thường mạng, thì biết bao giờ mới trở lại làm người mà tu hành. Chúng sanh mê muội
không rõ lực nhân quả, cứ tưởng chết rồi là hết, cho rằng vật phải dưỡng nhân, rồi mạnh tay sát hại. Chừng khi quả báo đến thì kêu trời, kêu đất, ai mà cứu được? Nhà ngươi có biết các con vật ấy là chi của nhà ngươi không? Tôi đáp: Bạch Bồ Tát, con chỉ biết nó là con vật thôi. Bồ Tát nói: Nó là ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của nhà ngươi trong nhiều đời nhiều kiếp. Trước kia nó cũng sát sanh như ngươi, nên phải hóa làm kiếp thú. Nay ngươi nhìn chẳng ra, nên đành tâm sát hại chúng. Ngày nay ông bà cha mẹ của ngươi lại kiện cáo ngươi để trả thù. Thế gian là trả trả gia gia như vậy đó. Chúng sanh ở cõi Diêm Phù ưa sát hại sinh vật cho cha mẹ chồng con ăn để bổ dưỡng thân thể, hoặc bắt cá cua để nuôi con cháu. Vì thương mà hại, đó là hại mình, hại luôn cả cha mẹ, thân quyến thì phải chịu tội chung. Bây giờ ngươi tụng kinh cầu siêu cho chúng nó, để nó tiến lên làm người. Giảng cho chúng nó nghe một bài, khuyên chúng nó ráng niệm Phật và quy y Phật Pháp Tăng cho chúng nó. Khi đó tôi bạch rằng: Con phải tụng kinh chi để cầu siêu cho chúng nó tiến lên làm người? Bồ Tát dạy: Ngươi phải tụng kinh Đại Bi và Thập Chú, đủ 1011 biến. Nghe như vậy, tôi bèn đứng lên chắp tay tán dương chi tụng Đại Bi Thập Chú. Trong khi ấy, các vị thần cùng các vị quỷ sứ họp chung để tụng, nhờ thế mới mau đủ số. Chứ nếu để một mình tôi tụng, thì có lẽ trên cõi Diêm Phù, con tôi đã chôn xác tôi rồi. Trong lúc tôi tụng, thì các con thú tiến lần ra ngoài, đến sông Ứ Nê mà đợi đó. Các chư thần múc nước cho chúng nó uống đặng đi đầu thai. Sông này có 3 dòng, dòng trong để cho vong hồn nào hiền đức uống, sau này sẽ được thông minh sáng suốt. Dòng đục cho người hung ác, hoặc thú mới tiến lên làm người thì sau này bị u mê đần độn. Dòng đỏ dành cho người đại ác, uống vào thì quá thú, đi đầu thai trả nghiệp. Chư thần cho chúng nó uống một chung đầu thì rụng hết lông, chung thứ hai thì quá làm người, chung thứ ba tay chân mọc ra. Liền đó tôi giảng cho chúng nó nghe một bài. Ở đây xin tóm lược: Này các người, trước kia các người ác quấy mà phải chịu làm kiếp thú, nay được tiến thoái, tùy ác hay thiện mà các người tiến lên làm trời, làm người, hay phải đọa làm thú, hoặc đài xuống địa ngục chịu hành hình, đều do thiện ác của các người tạo ra mà lãnh lấy hậu quả. Khi đầu thai, các ngươi phải ở trong bụng người đàn bà, chẳng khác nào ở trong ngục tối. Đến khi ra thai, phải ra cửa sản môn, như chen qua 2 viên đá cứng rắn, đau đớn vô cùng. Sanh ra rồi chỉ nằm lăn lóc đó mà nhờ sự sống của ông bà cha mẹ đem lại. Lúc lớn lên, đôi 10 tuổi lập gia đình, sanh con đẻ cháu, có phước thì sống trong cảnh giàu sang nhung lụa, vô phước thì sống trong cảnh cơ hàn đói rét, thiếu trước hụt sau, nhọc nhằn suốt đời rồi cũng chết. Tức là các ngươi phải bỏ cái thân giả ấy. Khi đi đầu thai, các ngươi chỉ đem theo cái nghiệp thức này thọ sanh. Khi chết, các ngươi cũng chỉ trở về cái nghiệp thức. Còn bao nhiêu sự nghiệp, nhà cửa, ruộng vườn, tiền tài, địa vị, thế quyền, danh vọng thì ôi thôi, đều tan theo mây khói. Nhưng nếu các ngươi biết tu hành, tạo duyên lành theo Phật Pháp, thì đó là vật báo của các ngươi hưởng trong muôn thuở. Hoặc các ngươi gây ác nghiệp, thì chính tự mình tạo xiềng xích trói buộc muôn đời. Hôm nay tôi khuyên các người hãy nhớ niệm Phật. Các người hãy niệm theo tôi như vậy: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hễ tôi niệm vị Phật nào thì chúng cũng niệm theo vị Phật ấy. Tôi bèn nói tiếp: Niệm Phật tức là gieo thiện căn trong Phật Pháp. Niệm Phật tức là gieo hột giống Bồ Đề. Các người hãy nhớ niệm Phật. Tôi bèn quy y Phật Pháp Tăng cho chúng nó. Xong rồi, chư thần thổi cho các vong biến nhỏ lại, thâu vào hồ lô đưa đi đầu thai. Trong đêm 23 rạng 24 tháng 4 năm Dần,
tính đến nay chúng cũng được 6-7 tuổi rồi. Kết án. Xong rồi, tôi trở vào đến ngay Bồ Tát mà lại, nghe Ngài phán rằng: Ngươi tạo tội ác tày trời, nay dám nguyện trả xong trong một kiếp, có chịu nổi không? Bạch, con chịu nổi. Bồ Tát nói: Vậy thì vào Nhất Điện Tần Quảng Dương mà lãnh án. Đến Nhất Điện, tôi quỳ xuống, nghe Ngài phán án: Tội lỗi của nhà ngươi rất lớn, nay ngươi nguyện trả xong một kiếp, thì cứ khai đi. Tôi bèn khai: Bạch Diêm Chúa, con sát sanh vì con giết vật rất nhiều, tội ăn cắp và mua bán gian xảo, tội tà dâm vì có 7 đời chồng, tội nói láo vì con nói láo hơn ai hết, đã vậy mà còn uống rượu nữa. Nói đến đâu thì có vị phán quan dở sổ xem đến đó. Kế Diêm Chúa quở: Còn tội bán đồ lậu chợ đen sao không khai? Mua 1 bán 10, làm cho kẻ nghèo không đủ tiền mua, tội ấy như tội ăn cướp, lòng độc như rắn, muốn đầy túi của mình chẳng biết thương ai. Tôi nói: Bạch Ngài, tôi xin chịu tội. Nhất Điện bèn phán án: Tội sát sanh rất nặng, theo lẽ thì phải thường mạng, nhưng hôm nay ngươi xuống đây cho chúng nó trả thù, và ngươi cầu siêu cho chúng nó đã xong, xong còn dư báo. Nếu sau này ngươi tu hành độ cho chúng nó thì dứt oan gia, bằng thói thất thì phải thọ sanh thường mạng. Nhờ lòng hiếu thảo nên trừ được tội gian tham, tội bán đồ lậu. Hàng ngày niệm Phật rất nhiều nên trừ được tội nói láo. Còn dâm dục tuy có tội mà không, vì đó là ngươi trả nghiệp. Vậy ngươi hãy lắng tai mà nghe ta nhắc lại tiền kiếp của nhà ngươi. Trong 6 kiếp qua ngươi quy y theo Phật Pháp Tăng mà tu hành, nhưng tiếc thay, kiếp vừa qua ngươi xuất gia từ 8 tuổi cho đến 42 tuổi tu hành tinh tấn, giới hạnh thanh tịnh, độ chúng cũng đông, cho nên được làm hòa thượng, trụ trì chùa Tổ Đình, dùng phú thọ chở lớn, nhờ công đức của 5 kiếp trước. Cho nên kiếp thứ 6 vừa qua ngươi được thông minh sáng suốt, tinh thông kinh luật luận, nên được bá tánh sùng bái, các vị tăng ni mến phục. Vì học giỏi nên được người kính nể, người sanh tâm cống cao ngạo mạn, tưởng mình là Phật, lấy làm tự đắc buông lung, không kèm tâm thúc ý, để tâm ý dông ruổi theo trần cảnh, giới luật buông xuôi, tâm đạo giải đãi, lòng phàm bừng dậy, đắm sắc tham tài, mới phá giới phạm trai mà tư dâm với cô gái 20 tuổi ở gần chùa, lấy của thường trụ mà nuôi gái tơ, dụng của tam bảo để mua cuộc ái tình, cho đến 70 tuổi ngươi mới chết. Khi chết xuống đây phải ở địa ngục thứ 9 trong 28 năm để đền tội lỗi, từ 42 tuổi đến 70 tuổi. Vì lẽ trên nên 7 đời chồng của ngươi trong kiếp này là 7 người đệ tử của ngươi đi đòi nợ trong kiếp vừa qua đã cung phụng cho ngươi đủ thức ngon vật lạ. Theo lẽ kiếp này ngươi phải làm gái lầu xanh mà trả nợ bá gia. Nhờ ngươi sớm thức tỉnh tu hành, hồi 17 tuổi có quy y với Đại Đức Thích Hoằng Nghĩa, Ngài dạy ngươi niệm Phật và tụng chú Đại Bi, nhờ thế mà qua khỏi nghiệp ở lầu xanh, nhưng phải chịu nghèo khổ, buôn bán tảo tần để trả nợ. Chịu quả báo. Sau đó Nhất Điện Tần Quảng Dương phán tiếp: Ngươi hãy nghe rõ lời trẫm phán đây. Trong lúc làm hòa thượng mà ngươi còn đắm sắc đàn bà nên lãnh tội đuôi. Đã làm hàng đại đức trụ trì ngôi tam bảo mà đêm đêm sang nhà gái ăn thịt uống rượu, mà miệng còn thốt câu vật dưỡng nhân, không làm gương cho người thế, còn xúi người làm ác nên lãnh tội câm. Đã xuất gia đầu Phật mà còn thích nghe tiếng nỉ non êm ả của đàn bà con gái nên lãnh tội điếc. Theo lẽ kiếp này ngươi làm gái ở lầu xanh, kiếp thứ 2 ngươi làm người đuôi mù, kiếp thứ 3 chịu câm và điếc. Nhưng ngươi biết sớm ăn năn mà tu hành theo Phật, nhờ lời đại nguyện của ngươi xin trả nghiệp trong một kiếp. Thôi, hãy lãnh án mà trở về dương thế làm gương cho người đời. Nếu biết ăn năn, cố gắng tu hành
thì xuống đây ta sẽ định lại. Tôi nói: Bạch Diêm Chúa, tội câm và điếc tôi xin lãnh, còn tội đuôi xin ngài khoan hồng cho tôi. Nhất Điện phán: Vì nghiệp của ngươi trẫm không thể nào tha thứ được, ngươi hãy đến Bồ Tát mà xin. Nghe lời ngài, tôi bèn đến lại Bồ Tát Quan Âm. Ngài hỏi: Ngươi muốn sáng mắt để làm gì? Bạch Bồ Tát, con thấy chúng sanh nơi địa ngục quá khổ sở, nên xin được sáng mắt để tụng kinh Pháp Hoa, cầu nguyện cho chúng sanh sớm mau siêu rỗi. Đức Địa Tạng nói: Nếu có lời đại nguyện phải đốt tâm. Liền đó có một vị thần bưng cái ô như ô trầu đến quỳ trước Bồ Tát Quan Âm. Vị khác đến gấp một cục lửa đem đưa cho tôi bảo nuốt. Thấy lửa thì sợ, nhưng tôi không dám cãi, cứ nhắm mắt há miệng. Cục lửa vừa bỏ vào miệng, tôi nghe nó chảy tuốt xuống bụng, liền từ đầu đến chân phát ra ngọn lửa. Cả cơ thể tôi rung động thật kinh sợ vô cùng. Khi ấy tôi hối hận quá, bèn nghĩ rằng phải dè đừng xin, vì xin khỏi đuôi mà chắc phải chết. Vừa nghĩ thế, vị thần gấp cục lửa thứ hai cho tôi nuốt. Lửa cũng bốc lên dữ dội, và đến cục thứ ba cũng thế, làm cho tâm thần tôi tán loạn, ngồi không muốn vững. Tôi nghe Bồ Tát bảo: Nghỉ một chút. Tâm trí tôi lúc đó hoang mang, tay chân rụng rời. Vị thần đứng kế bảo tôi: Ngài ráng tịnh tâm mà niệm Phật, chứ còn nuốt nữa. Tôi nghe như vậy, tôi định thế nào cũng chết, vì mình là người đại ác, nên nay phải trả nghiệp, thôi đành chịu vậy. Vừa nghĩ tới đó, kế vị thần gấp cục lửa bảo tôi nuốt nữa. Nhưng lạ thay, tới cục thứ tư này, nghe trong mình không sao hết. Tôi nuốt như mình ăn cơm vậy, dầu có nuốt bao nhiêu tôi cũng không sợ. Ban đầu còn đếm, một lúc rồi không biết đã nuốt bao nhiêu. Chợt nghe Bồ Tát bảo: Thôi, cho ngươi an tọa. Tôi liền trở lại chỗ ngồi. Lạ một điều là chỗ tôi ngồi khi đi thì ghế mất, khi ngồi thì ghế lại hiện ra. Ngồi xong, có một vị thần ở phía sau bưng hộp ra quỳ trước Bồ Tát Quan Âm. Ngài xem qua và nói: Tham sân si của ngươi hãy còn. Ba cục đen chỉ lòng tham sân si của ngươi đấy. Còn cục đỏ này là chỉ ngươi sẽ sanh lên cõi trời. 36 cục trắng kia chỉ lòng trong sạch của nhà ngươi. Vì ngươi quá sợ tội nên quyết chí tu hành, lòng trần không còn nghĩ đến, như vậy cũng tốt. Nhưng phải tinh tấn tu hành, cho ba cục đen này quá trắng thì ngươi mới hoàn toàn trong sạch. Và vì lời đại nguyện nên ngươi phải khám phá địa ngục. Lúc ấy tôi ngẩn ngơ, không biết phá địa ngục bằng cách nào. Nghe chư thần nói: Ngài hãy dùng gươm trí huệ mà phá. Tôi bèn suy nghĩ: Thôi bây giờ cứ cố gắng niệm Phật. Liền đến lãnh ấn nơi Nhất Điện cùng các chư thần đi khám phá địa ngục. Ngục thứ nhất. Khi đó, hai vị quan đi trước dẫn đường, hai quỷ sứ cùng 18 vị thần vào ngục. Trong ngục thứ nhất không có sự hành phạt, chỉ gồm có 4 số người: 1 số công, 2 số quan, 3 số ưng, 4 số phạt. Số công là mãn số rồi chết và cũng không tạo nghiệp sát nhân. Số quan là kiếp trước không giết người nhưng kiếp này bị người giết. Số ưng là vì kiếp trước giết người nên kiếp này bị người giết lại để trả nghiệp. Còn số phạt là khi chết quan mà không chịu theo chư thần xuống địa ngục, cứ mãi lẩn trốn ở cõi Diêm Phù tìm người trả hận, hay phá khuấy người, bận cho chư thần phải quan sát. Nay bị bắt xuống đây để chờ xử phạt, đó là địa ngục thứ nhất. Ngục thứ hai. Trong địa ngục thứ hai cũng có 4 số người như ở ngục thứ nhất, nhưng khi còn ở ngục thứ nhất là đợi xử án. Khi xử án rồi qua ngục thứ hai để chờ lãnh án mà đi, hoặc được lên làm người, hoặc vào ngục khác mà chịu tội, hoặc qua cảnh nhân hiền tu thêm. Có một vị quan đi theo nói: Nếu dòng nào có lòng hỷ xả, trước kia mình không giết ai, nay bị người giết, sự chết sống ở cõi đời là giả dối, nay không hận thù,
dù dông ấy có tạo tội cũng được ân xá qua cảnh nhân hiền mà tu thêm, chỉ có tội ngũ nghịch là không trừ được. Còn dông nào cứ xin đi trả thù thì dứt điện Tần Quảng Dương cho quỷ sứ dẫn vào ngục ngay không xét xử. Nếu chúng sanh cứ mãi gây thù kết oán thì cõi ta bà biết ngày nào dứt được chiến tranh. Đáng thương xót chúng sanh bị giam cầm nơi địa ngục là những vong hồn cứ mãi hận thù. Ngục thứ ba. Trong địa ngục thứ ba có một số người rất đông, sau thời gian bị hành phạt ở các địa ngục tùy theo tội ác của họ, nay chờ xét lại rồi lãnh án để sanh làm người hay qua cõi nhân hiền tu thêm. Số người này lo đập gạo nấu cơm. Ghi chú: vì hột gạo ở đây như trái dừa khô ở dương thế. Nấu xong đem phát cho các vong ở các ngục ăn. Mỗi địa ngục rất lớn, ước bằng châu thành Mỹ Tho vậy, đó là đại địa ngục. Trong một đại địa ngục chia làm 16 tiểu địa ngục. Mỗi địa ngục các vong hồn nhiều thôi vô số, ngồi có hàng có lớp, gục tới gục lui thật là sầu khổ. Qua ba ngục trên, tôi đều khuyên các vong niệm Phật. Tôi nói: tôi coi các vong ở địa ngục này như bà con cô bác của tôi vậy. Cô bác hãy niệm Phật, có niệm Phật tội mới được tiêu trừ. Tôi bèn niệm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ cho tất cả chúng sanh nơi địa ngục này Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhờ lời khuyên của tôi mà các vong đều niệm theo. Hễ vong nào chí tâm niệm Phật thì ra khỏi địa ngục ngay. Còn vong nào cứng cỏi hay vì nghiệp chướng quá nặng nề, mê muội không niệm được thì vẫn còn ở trong địa ngục. Nhờ thế mà trong ba ngục đầu các vong được ra rất nhiều. Ngục thứ tư. Trong ngục thứ tư hành phạt những người hủy hoại cơm gạo đồ ăn uống, phải chịu tội khổ ăn dòi. Có người một diệm, kẻ một khạp, một lu lớn, cho đến kẻ nặng nhiều không kể xiết, ước nhiều như chợ Mỹ Tho vậy. Được biết tội nhân khi ăn hết dòi đó rồi, nếu còn tội khác phải đến địa ngục khác chịu tội. Như hết thì đi đầu thai chịu quả báo xấu xa bần cùng khổ sở. Một số đông người vì tội nấu rượu mà bị phạt phải uống không biết bao nhiêu là lu rượu. Người một lu, kẻ hai lu, đến 5-6-7 lu, để dài dài ước chừng 3 cây số ngàn, hàng ngàn hàng trăm chứ không phải đôi ba. Được biết khi uống hết rượu trong lu, nếu còn tội khác thì đến ngục khác chịu hành nữa. Còn như hết tội được đi đầu thai làm thú hay làm người ngu dốt chẳng hạn, tùy theo nghiệp. Tôi thấy như vậy lòng chua xót vô cùng, bèn khuyên các vong niệm Phật. Hễ ai nghe lời niệm Phật theo tôi thì tự nhiên dòi trong khạp tiêu mất, rượu trong lu vơi cạn. Vì thấy sự mầu nhiệm như thế nên nhóm này niệm Phật truyền đến nhóm khác. Tôi bươn bả đi khắp nơi, vừa đi vừa niệm Phật và khuyên các vong hồn niệm Phật. Nhờ thế cửa ngục thứ tư này ra khỏi một số rất đông. Ngục thứ năm. Khi vào ngục thứ năm, ôi vô số người bị mang gông tra cùm, do vì tội phao phản thêm bớt nói gian dối làm người phải bị tù đài mang gông đi không nổi. Bị quỷ sứ ở sau đánh tới, cứ một bước bị đánh một cái, đến bước không nổi té xuống thì bị đánh liên tu bất tận, đến chết đi sống lại. Cũng có một số bị nhốt vào lòng sắt, vì lúc còn sống bắt thú nhốt vào lòng để chơi cho vui thích. Tôi cũng khuyên bà con niệm Phật, hễ ai niệm Phật theo tôi thì gông cùm tan rã, lòng sắt dở ra. Đây tôi chỉ nói sơ lược ở ngục thứ năm. Ngục thứ sáu. Vào ngục thứ sáu, tôi được nghe tội báo ở đây là do sát sanh hại mạng để ăn uống, như trâu bò heo chó gà vịt rắn rùa. Số nào giết trâu bò ngựa chó thì dứt lên núi lửa. Giữa núi lửa có một cột đồng rất lớn, lửa cháy hừng hực. Số nào chỉ ăn mà không giết thì dứt lên cột đồng, lửa cháy xèo xèo, mùi hôi khét xông lên. Ở đây cũng có một số người bất hiếu, chửi cha mắng mẹ, hoặc bỏ cha mẹ bơ vơ khổ sở,
cũng bị hình phạt như vậy. Thật khó mà khuyên họ niệm Phật vì nghiệp lực quá nặng. Chỉ có một số ở ngoài còn khuyên niệm Phật được. Hễ số nào niệm Phật thì ngưng hành hình, còn không niệm thì quỷ sứ cứ tiếp tục hình phạt mãi. Đi một đổi nữa, gặp một số người rất đông, số thì giữ gà vịt, số thì giữ heo bò dê ngựa. Tôi lấy làm lạ mà nói: "Ủa, ở địa ngục cũng có nuôi heo gà bò dê nữa hay sao?" Có vị quan đi theo trả lời: "Không phải, đây là những chúng sanh khi còn sống nuôi bò, dê, heo, gà, vịt để sanh lợi chứ không sát sanh. Chúng phải ở đây mà giữ số thú này. Chừng nào số thú này mãn kiếp mới được đi đầu thai. Đó là chưa kể những tội khác, còn phải đến cửa ngục kia mà chịu tội nữa." Lại có một số người hay đi nghe những trò hát ca tình tứ khiêu động tình dục, làm cho người say mê điên đảo, bị quỷ sứ bắt hát lại cho các người giữ thú xem. Nếu hát được thì thôi, bằng hát không được thì quỷ sứ đập tơi bời. Có vị quan đi theo nói: "Những chúng sanh này khi còn sống được giàu sang rồi ăn xài lãng phí, phải chỉ chúng nó dùng tiền bạc ấy để bố thí cho người nghèo đói, hoặc in kinh, tạc tượng Phật, hoặc cúng chùa, ủng hộ tăng ni tu học thì quý biết bao. Lúc chết được sanh về trời hưởng phước tu thêm, đặng về cảnh niết bàn. Chớ có đâu mê muội xài phí đồng tiền vô ích mà nay phải vào địa ngục." Đi một đổi nữa, đến cầu Nại Hà, bắc ngang qua một cái hầm rộng lớn, ước chừng 5 mẫu đất. Cầu thì nhỏ tròn như cây cao, ở dưới đủ các loại thú vật, có từng đoàn. Đoạn đầu thì bầy trâu, bầy bò, bầy ngựa, bầy voi, bầy cọp, bầy rắn. Kế tiếp là bầy gà, vịt, heo, dê đủ loại. Sau cùng là bầy chó. Nếu ai giết thú nào, khi đi qua cầu, ngang qua bầy thú ấy, do nghiệp lực tạo ác của mình mà phải té nhào xuống hố, mặc tình cho chúng nó giày bừa, đá đạp. Hễ giết voi thì voi dặm, giết chó thì chó xé, giết heo thì heo ủi, giết gà thì gà mổ, giết rắn thì rắn quấn, cho đến thân thể nát nhừ hôi thối, rồi đi thường mạng. Những người nào không sát hại sanh vật thì đi qua cầu được bình an. Tôi qua cầu cũng được bình an, vì nhờ đã cầu siêu cho đám gà vịt rồi. Khi đó có một con chó chạy theo tôi, cái thân thì người ta mà đầu thì chó. Thấy nó, tôi phát run lên. Nó kêu: "Ủa bà ba, tôi là chó nô đây, cô quên tôi là sao?" Tôi nói: "Ủa, chó nô, mày chết lâu rồi mà sao còn ở đây?" Nó liền nói: "Tôi kiếp trước là đệ tử của thầy Giác Tân, vì lòng tham lấy của Tam Bảo nên phải làm kiếp chó để giữ chùa. Kiếp tôi chưa mãn mà bị người thuốc chết, tôi quyết chờ nó xuống đây để trả hận." Tôi bèn khuyên: "Thôi, mày xin đi đầu thai đi, thù oán làm gì cho khổ, chẳng lẽ mày đợi mãi hay sao?" "Thôi nha, thôi nha." Miệng nói mà chân tôi đi riết. Ra khỏi ngục, gặp Lục Biện, ngài nói: "Người thấy chưa, chúng nó vì tội sát sanh hại mạng mà phải khổ sở như vậy. Khi về cõi Diêm Phù, ráng khuyên người đừng có sát sanh hại vật và đừng đốt giấy tiền. Chỉ có tội chứ không có phước đâu." Đó là sơ lược như vậy. Ngục thứ bảy. Khi đến Thất Điện, tôi nghe vua Thất Điện dạy rằng: "Sư nữ của các ngươi, oai thần đã giảm, nếu vào địa ngục có xỉu thì nên đưa ra cấp tốc, hẻo nhiễm khí độc đó." Bước vào ngục, tôi thấy tội nhân bị quỷ sứ móc mắt, bẻ răng, cắt lỗ tai, xẻo lỗ mũi, cắt lưỡi. Số người rất đông, tôi cũng còn vững tinh thần. Đến chừng thấy người cậu, ghi chú, cậu chết tháng 2, tôi chết tháng 4. Chừng thấy người cậu bị bẻ răng, móc ruột, máu ra lai láng, tôi xỉu luôn, chư thần liền đưa tôi ra. Nói chuyện với cậu. Khi tỉnh lại, tôi liền xin với Thất Điện cho tôi tiếp tục đi xem ngục thứ bảy. Thì ngài nói: "Không được, vì oai thần của ngươi đã giảm, hãy về tu thêm đi." Tôi nói:
tôi có người cậu chết hôm tháng 2, đang chịu tội trong ngục, xin ngài cho tôi trở vào thăm. Ngài nói: Không được, để tôi cho quỷ sứ dẫn cậu của ngươi ra. Quỷ sứ đưa cậu tôi ra, tôi liền hỏi: Hồi đó cậu nói với tôi, cậu tụng kinh Pháp Hoa 40 năm, sao nay cậu còn bị đọa vào địa ngục vậy? Cậu trả lời: Con ơi, vì cậu nói láo nên mới bị hình phạt như vậy. Cậu còn có cái tội khi dễ người đời, lại thêm hút thuốc cắt cổ nữa. Vậy con về con nói với thằng Khanh, thằng Trịnh, con của cậu á, phải bán hết gia sản làm chay, bố thí phóng sanh, hoặc ấn tống kinh sách, cúng chùa mà cầu siêu cho cậu. Vì của ấy là của mồ hôi nước mắt của người đời, cậu bóc lột của họ nhiều quá con ơi. Tôi bèn nói: Thôi, cậu hãy ráng niệm Phật, khi trở về dương thế tôi sẽ tụng kinh mà cầu siêu cho cậu, chứ con cậu dễ gì mà tin theo lời tôi nói. Lúc ấy thất điện có phán: Chúng sanh ở cõi Diêm Phù thật quá mê muội, tưởng chết rồi là mất hết, nên thẳng tay tạo điều ác nghiệp, đến khi chết xuống địa ngục ăn năn đã muộn. Khi về cõi Diêm Phù, Cẩm có đôi lời nhắn nhủ với chúng sanh: Mỗi ngày phải ráng tu 1 giờ, hay nửa giờ, hoặc niệm Phật tụng kinh trì chú. Ngươi cũng khuyên chúng sanh đừng đốt giấy tiền mà cầu siêu cho ông bà. Nếu như vậy thì Tần Quảng Dương đi ăn hối lộ của người dương thế hay sao? Muốn cho ông bà cha mẹ được siêu rỗi thì phải biết bố thí cho kẻ nghèo đói, cúng chùa, ủng hộ tăng ni tu học, in kinh ấn tống, mua vật phóng sanh mà cầu siêu, thì cha mẹ ông bà có chết bao nhiêu năm cũng được siêu độ. Đến đây tôi xin kiếu ngài để trở lại Nhất Điện. Trở về Nhất Điện. Khi về Nhất Điện, ngài phán: Người khám phá địa ngục, thấy sự trừng trị có công bằng không? Tôi đáp: Bạch ngài, sự hình phạt rất công bằng, nhưng chúng sanh tạo ác lúc nào không biết, nay thấy chúng bị hình phạt khổ sở, lòng cũng quá thương xót. Ngài nói: Chúng sanh khi còn sống chỉ lo cung phụng cái xác giả tạm mà gây bao tội ác, nào là sát hại sinh vật, nào là cướp của giết người, lòng tham vô đáy, muốn ngồi không mà hốt của thiên hạ, cho gia đình thân tộc bè bạn vui sai, cuối cùng cái thần thức phải rơi vào địa ngục. Thay vì nhà ngươi phải lãnh tội đuôi câm điếc mà trở lại cõi Diêm Phù trong 10 năm, nhưng nhờ công đức phá 7 cửa ngục mà chúng sanh được siêu độ rất nhiều, nên giảm được tội đuôi, chỉ còn tội câm điếc trong vòng 3 năm, rồi xuống đây sẽ định lại. Nếu tinh tấn tu hành, gia đình tu thiện, tránh sát sanh thì còn giảm nữa, bằng không thì mang tật suốt đời. Nhà ngươi biết nhận tội ăn năn cải sửa, có lắm chúng sanh đến đây mà còn chối tội. Trẫm bèn cho xem kiến chiếu tiền ảnh, thấy việc làm của mình trên trần thế, lúc ấy hết phương chối cãi. Cũng có nhiều chúng sanh xin sống lại để đem tiền của bố thí cúng chùa, nhưng xác thân chúng đã bị rã rồi, còn đâu mà trở về nữa. Vì một vong hồn xuất ra, quỷ sứ thu nhỏ lại, bỏ vào hầu lô mang xuống vua Đông Nhạc, kế giải qua Tây Nhạc. Đến ngày trẫm phân xử thì gần cả tháng, lúc ấy thay thi đã rã, còn đâu mà trở lại. Nên trẫm cho lên Nguyệt Cảnh Đài nhìn về quê quán, thì chồng đã có vợ khác, hoặc vợ đã có chồng khác, của cải bị đám con phá tán, gia tài hao mất, tình nghĩa như đám mây bay, rồi gục đầu mà khóc. Tôi bèn nói: Bạch ngài, tôi có thể xem các thứ ấy được không? Ngài nói: Đứa ác còn xem được, huống chi ngươi có ác có thiện chứ. Ngài vừa nói dứt, có vị thần đem kiến chiếu tiền ảnh ra cho tôi xem. Thật là hay quá. Lúc nào tôi làm gì, nói chuyện với ai, tính toán điều gì, đều hiện ra đầy đủ như ở cõi Diêm Phù, giống như ta coi hát vậy. Kế, ngài bảo tôi nhắm mắt để lên Nguyệt Cảnh Đài. Vừa mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trên một tấm kiến thật to lớn. Tôi đang nhìn qua ngó lại, không biết phải xem cách nào, thì bỗng có một vị cốt cách như tiên
tóc đỏ, râu vàng bước tới. Tôi hỏi, ngài từ đâu đến đây? Ta chẳng phải ở đây, cũng chẳng phải từ đâu đến, hễ có ngài là có ta. Tôi nghe nói thế, thì làm thinh. Ông bèn dẫn tôi xem về ngôi nhà của tôi. Thật là tỏ rõ vô cùng, thấy xác tôi nằm trên ván đó. Chung quanh có bà con cô bác lân cận, cũng có thằng em tôi ở Thủ Thừa vừa qua thăm. Con tôi nó đứng gần bên xác tôi và đang nói năng điều chi đó. Xong rồi, người dẫn tôi xem thủ đô Sài Gòn, cũng thấy nhà cửa lầu đài xe chạy người qua kẻ lại, coi đến những đô thị trên thế giới. Các đô thị này thật lộng lẫy nguy nga, lớn hơn Sài Gòn nhiều lắm. Tôi bèn nói, hay quá, thật là hay quá. Xem được như vậy, dầu có chết hay sống, tôi cũng vui lòng. Ông tiên đáp, hay mà cũng chưa hay. Ngài ráng tu chừng nào, không cần đứng trên nguyệt cảnh đài này mà thấy được tất cả mọi thứ là mới hay. Đến đây, ngài bảo tôi trở về vì đã hết thời gian ấn định. Ngài vừa nói dứt câu thì thấy thân tôi đã đứng trước Nhất Điện. Nhất Điện bảo tôi đến lễ Bồ Tát đặng trở về cõi Diêm Phù. Trở về dương thế. Khi đến lễ Bồ Tát, vừa muốn bạch thì đã bị câm ngay. Bồ Tát khuyên, khi về cõi Diêm Phù, ngươi nhớ lời đại nguyện mà tinh tấn tu hành, trong 3 năm xuống đây xét lại. Chư thần đưa tôi trở lại cung Long Dương, được vua Long Dương cho rồng đưa qua bể lạnh. Nhờ hơi rồng, tôi thấy ấm áp hơn bận đi. Gần đến ranh giới loài người, rồng dừng lại. Tôi cùng chư thần tạ ơn, rồi bay thẳng vào nội địa. Đến nhà tôi, chư thần hạ xuống vào nhà. Tôi thấy cái xác của tôi nằm ngay trên ván, không cử động, nước da xanh mét. Tôi bắt rùng mình. Trước kia, tuy tôi tu hành, nhưng cũng không chứng kiến được cái hồn của mình như thế nào. Ngày nay mới nhận được rõ ràng. Cái xác này là giả dối, có hồn nhập vào thì nói năng cử động, hồn xuất ra thì cứng đờ xanh mét, rồi theo thời gian mà tan rã, chứ có chắc thật chi đâu. Vừa nghĩ thế thì thấy có một vị thần từ trong xác tôi xuất ra. Ghi chú, đó là thần giữ xác điều hòa hơi thở, bằng không thì xác bị hoại, tôi về sẽ không nhập vô được. Các vị thần ở ngoài xô tôi nhập vào xác. Lúc còn ở ngoài xác, tôi tỉnh táo lắm, có đau nhức chi đâu. Thế mà khi nhập vào xác, tâm hồn tôi mê mẩn như người ngái ngủ, tay chân tê lạnh nặng nề, cả mình đau nhức. Một lúc nghe gân cốt trong mình chuyển, hơi thở nghe điều hòa, tôi bèn mở mắt ra thì thấy con tôi đứng kề bên đó. Lòng tôi buồn rười rượi, tự nhiên nước mắt chảy dài chứ không nói năng gì được. Một lúc lâu tôi bàng hoàng ngồi dậy, thấy bà con đứng chung quanh, tôi chỉ biết lắc đầu, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi mà miệng không nói chi được hết. Trong mình nhức mỏi, các bắp thịt cứng đờ, cổ khô khốc. Chắc con tôi cũng khổ lắm, nhưng chẳng biết nói gì hơn, chỉ lấy mắt mà nhìn. Lúc ấy đồng hồ chỉ 12 giờ ngày 24 tháng 4 năm Dần. Trọn ngày hôm đó và liên tiếp cho đến 3-4 hôm sau, tôi ăn ngủ không được, lòng như còn hãi hùng khiếp sợ, hễ nhắm mắt lại thì thấy cảnh địa ngục hành hình. Con tôi nó thấy tôi quá khổ sở, nó cầu nguyện ăn chay 1 tháng để tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện cho tôi. Sau 1 tháng tôi cũng chưa nói được, nó không thối chí, vẫn tiếp tục ăn chay cầu nguyện. Còn tôi hễ nhớ đến chúng sanh nơi địa ngục thì lòng đau nhói. Hằng ngày tôi tụng kinh Pháp Hoa bằng mắt, bằng tâm chứ không ra lời. Mỗi ngày tôi tụng 1 cuốn hoặc 2 ngày 1 cuốn. Do đó con tôi và tôi tụng luôn 6 tháng. Xuống địa ngục lần thứ 2. Đến ngày 12 tháng 10 cũng năm Dần, chư thần xuống rước tôi xuống âm phủ. Chư thần cõng tôi qua địa phận loài người thì có rồng chờ sẵn mà đưa ngay vào địa ngục. Hai vị Bồ Tát đã đến lúc nào? Thấy hai vị Bồ Tát, tôi bèn đến đảnh lễ. Bồ Tát Quan Âm phán, quý thai, nhà ngươi giữ tròn lời đại nguyện,
về cõi Diêm Phù thọ trì kinh Pháp Hoa, cầu nguyện cho chúng sanh nơi địa ngục. Ta cho ngươi biết, oai thần kinh Pháp Hoa rất lớn, và cũng nhờ ngươi đem hết thân tâm cầu nguyện, nên mỗi bộ được siêu rỗi trên 2000 vong linh. Nhà ngươi có đứa con đại hiếu, ăn chay tụng kinh cầu nguyện cho mẹ, tội ngươi được ân xá thêm. Ngài bèn bảo vị thần đưa tôi chung nước uống và rửa mặt. Lạ thay, rửa mặt xong thì tôi nói được. Bồ Tát nói tiếp: Oai thần của ngươi đã đủ sức khám phá địa ngục, hãy đến Nhất Điện Tần Quảng Dương mà lãnh ấn. Tôi bèn đến Nhất Điện làm lễ lãnh ấn, thì ngài hết sức vui mừng, từ trên ngai vàng bước xuống mà phán rằng: Cảm rất mừng cho hiền tăng, tưởng đâu 3 năm mới trở xuống, nào ngờ chỉ có 6 tháng. Nay mới biết rõ tâm ngài, vì thương xót chúng sanh nơi địa ngục, không quản nhọc nhằn, đem hết tâm trí thọ trì kinh Pháp qua để cầu siêu cho chúng. Bao nhiêu công đức thọ trì kinh Pháp của con ngài, ngài cũng nguyện hồi hướng hết cho chúng sanh. Thật quý thai. Một điều nữa là trẫm muốn cho hiền tăng phải lãnh phần in kinh ấn tống để ủng hộ tăng ni tu học, và hàng Phật tử có đủ sách kinh để tu hành. Vậy ngài nghĩ sao? Tôi nói: Bạch ngài, tôi không sợ khó nhọc, nhưng vì tiền tài không có, xin ngài hoan hỷ cho. Nói đến đó rồi thôi, ngài bèn đóng ấn đưa cho vị quan đặng khám phá địa ngục tiếp. Phá tiếp ngục thứ 7. Chư thần cổng tôi bay thẳng đến địa ngục thứ 7, vì các ngục kia tôi đã khám phá rồi. Khi vào đến thất điện, thất điện Thái Sơn Dương cũng đón tiếp niềm nở, rồi đóng ấn giao cho vị quan để vào ngục thứ 7. Trong ngục thứ 7 có một số người rất đông, vì tội gian dâm. Đàn bà có chồng mà còn đi ngoại tình, đàn ông có vợ mà còn đi phá trinh, hoặc gian dâm với vợ người thì bị cưa cắt, xây giả, bầm quết xong lại bị dứt ra đổ đóng. Những người mưu mô kế hoạch xảo trá, cho vay bạc nợ, mượn bạc nát lời, hoặc làm bạc giả, chứa bài bạc, hối lộ gian tà, cũng bị hành hình như vậy. Chết rồi quần hồn cho sống, sống lại bị hành hình cho chết, khổ không thể tả. Khi muốn cho sống dậy, quỷ sứ cầm một cái bình nước rưới lên đống thịt, thì đống thịt liền hiện hình sống dậy, rồi lại cũng bị chặt bầm nữa. Thấy vậy, lòng rất xót thương, nên tôi kêu: Hỡi các vong hồn, hãy ráng niệm Phật. Tôi cũng niệm Phật để cầu nguyện cho tất cả được siêu thoát. Vậy các người hãy niệm Phật đi. Vong nào nghe lời niệm Phật thì khỏi bị hành hình, còn vong nào không niệm thì quỷ sứ tiếp tục hành hình. Đó chỉ là nói sơ lược. Ngục thứ 8. Vào ngục thứ 8 này, không biết bao nhiêu tội nhân bị hành hình khổ sở. Một cục đồng thật lớn, bề tròn chừng 6 thước, lửa đốt cháy rực. Quỷ sứ bắt tội nhân ôm cục đồng, nếu không ôm thì chúng lấy chĩa ba đâm mà dứt vào. Kế là những vạt dầu sôi, sắp có hàng rất nhiều. Quỷ sứ bắt tội nhân ném vào đấy, hoặc nắm hai chân nhúng đầu vào vạt dầu. Chết rồi quần hồn sống lại, tiếp tục hành hình. Đây là do tội mưu mô kế hoạch của kẻ loạn dâm để lấy lợi, dụ dỗ gái để đem bán ở lầu xanh, hiếp dâm đàn bà con gái, hoặc thầy thuốc hốt thuốc giết người phá thai để lấy tiền, hoặc ỷ giàu có phao phản hiếp đát người rồi đem tiền chuộc tội, hoặc xúi người kiện cáo chia rẽ anh em, hoặc chửi trời mắng đất khi dễ thánh thần. Tội nhân này lại bị ó, bù cắt, chim ưng mổ xé, nó ăn còn xương chất đóng, rồi quần hồn sống dậy để chịu khổ nữa. Tôi cũng có khuyên các vong niệm Phật, nhưng các vong ở đây vì tội chướng quá nặng nề nên số niệm Phật được rất ít. Số nào niệm Phật thì quỷ sứ để cho ngồi nghỉ không hành phạt, còn số kia thì cứ tiếp tục hành. Ngục thứ 9. Tôi cùng chư thần vào đến cửu điện. Cửu điện Độ Thị Vương ân cần tiếp rước, ngài phán: Trẫm nghe có người ở cõi Diêm Phù xuống phá địa ngục, từ lâu trẫm cũng có lòng trông, đến nay mới được hội kiến, thật là quý báo. Tôi nói: Bạch ngài, trước kia tôi đi khám phá đến địa ngục thứ 7 thì trở về vì oai thần chưa đủ. Ngày nay khám phá tiếp
xin ngài hoan hỷ chỉ dạy cho. Ngài nói: Trẫm cũng đi theo nữa. Trước kia ngài ở địa ngục này 28 năm ngài còn nhớ không? Hãy vào đây xem có ai quen thuộc không. Vừa nói vừa đi vào ngục. Thì hỡi ơi, trong ngục thứ 9 này toàn là quý vị tu hành. Một số thì quỳ trên bàn trong, vì trước kia mang lớp tu hành, ỷ mình học giỏi khinh khi các vị tăng ni đại đức giới hạnh thanh tịnh. Một số khác quỳ trước cây đèn lưu ly mà tụng kinh, vì lãnh tụng kinh cho người đời mà tụng không đủ. Một số khác bị hành hình đủ cách, như ở các ngục khác tùy theo tội nặng hay nhẹ. Cửu điện độ thị vương chỉ số bị hành phạt mà nói: Số này mượn lớp tu hành mà phá chúng, lạm dụng của thường trụ mà làm việc riêng tư phi pháp, hoặc phá giới phạm trai, ở chùa mà ăn mặn, sát sanh hại vật, hoặc cống cao ngạo mạn khi dễ tăng ni thanh tịnh, hoặc quỷ hoại của đàn na thí chủ, rẽ rúng bạch y cư sĩ, tu mà không kính Phật lại quỷ pháp, vọng ngữ, chưa được mà nói được, chưa chứng mà nói chứng, tưởng mình là Phật khi dễ thánh thần, xem thường trời đất, cho nên ngày nay bị hành phạt như vậy. Tôi nghe như thế bèn khuyên các vong niệm Phật. Tôi nói: Kính thưa quý ngài, tôi xem quý ngài như thầy của tôi vậy. Tôi biết quý ngài học giỏi hơn tôi nhiều lắm, cũng vì một chút lỗi lầm chi đó mà phạm giới. Vậy hôm nay quý ngài cùng tôi niệm Phật, đặng tiêu nghiệp chướng, trở lại cõi Diêm Phù mà tu nữa, cho đến ngài thành chánh đẳng chánh giác. Tôi khuyên như vậy đôi ba lần mà các ngài cứ gục đầu không chịu niệm Phật, cho nên cửu điện ngài phán tiếp: Chúng mày thật mê muội, có người đến cứu mình mà mình không chịu cứu mình. Nếu gọi đây là tăng ni bị hành phạt thì không đúng, mà phải gọi là nam và nữ mượn lớp đạo để phá đạo, chứ đâu phải là tăng ni. Tăng ni thì giới hạnh thanh tịnh, tăng ni thì giác độ chúng sanh, tăng ni thì yêu thương vạn loại, tăng ni thì quỷ mình vì đạo pháp làm gương cho chúng sanh, tăng ni thì về cảnh niết bàn, chứ tăng ni nào mà ở địa ngục. Thôi ngài cũng đừng khuyên nữa, chúng đã không sám hối tội lỗi thì cứ để cho chúng nó ở đó mà chịu hành phạt. Trẫm có mấy lời, khi về cõi Diêm Phù nhắc lại lời của trẫm, để cho chúng sanh thức tỉnh tu hành. Ngài nói xong, tôi bèn kiếu từ để sang ngục thứ 10. Ngục thứ 10. Vào ngục thứ 10 toàn là ngạ quỷ, cái bụng lớn như trống chầu, cái đầu tợ như cái nôm, cổ lại nhỏ như cổ tai vậy, chịu đói chịu khát, lửa dữ thường phát ra cháy thân. Nhân vì tội keo kiệt, bỏng sẻn tham lam thái quá, một năm chúng chỉ ăn được 3 ngày rằm lớn. Tôi thấy vậy quá khổ sở, bèn niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tầm Thinh cứu khổ cho tất cả chúng sanh nơi địa ngục thứ 10 này Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tôi niệm như vậy không ngừng ngớt, chỉ thấy chúng ngóc cổ lên dồn chứ không niệm được, vì khi chúng mở miệng ra thì lửa từ trong miệng phát ra cháy thân. Một vị quan nói: Thấy chúng khổ thì cũng thương, nhưng khi chúng ở cõi Diêm Phù làm nhiều tội ác, nào cướp của giết người, làm đủ thập ác, lại còn khi dễ Phật Pháp Tăng, không tin nhân quả, thấy người tu hành thì ngạo ố, thấy ai bố thí thì biểu môi cười, lại còn chửi cha mắng mẹ, sát sanh hại vật quá nhiều. Nếu cho chúng trở lại làm người thì hại chúng sanh không kể xiết. Để cho chúng làm ngạ quỷ ở đây cả ngàn năm xong kiếp ngạ quỷ, hãy đầu thai làm kiếp thú cũng không biết bao nhiêu kiếp, mãn kiếp thú được tiến lên làm kiếp người ngu độn tối tăm, chúng sanh mê muội một kiếp làm ác mà ngàn kiếp phải đau khổ. Tôi thấy không sao cứu chúng được, nên tôi ra khỏi ngục thứ 10. Vào núi lửa. Vào núi lửa thì thập điện phán: Nay ngài đến ngục thứ 10 mà oai thần của ngài còn đầy đủ, bây giờ phải vào núi lửa mới biết đức của ngài cao thấp. Tôi nói: Bạch ngài, ở cửa ngục thứ 6 cũng có núi lửa mà không ai bảo tôi vào. Sao đến đây tôi đã phá 10 ngục
mà ngài còn bắt tôi vào núi lửa. Thập Điện nói: Núi lửa ở địa ngục thứ sáu để hành phạt chúng sanh ác quấy, còn núi lửa này để thử sức người tu, ngài vào sẽ biết. Tôi nghĩ thôi thì vì mình ác quá nên đành cam chịu. Tôi bèn quỳ xuống mà nguyện: Nay con xin nguyện cùng mười phương chư Phật chứng minh cho con, nếu như con có bổn phận về cõi Diêm Phù nói chuyện âm phủ cho người nghe mà tu hành, thì vào núi lửa này vẫn bình an. Còn như con thiếu phước đức, thân này có tiêu hoại, xin núi lửa cũng tắt theo, để sau này không còn chúng sanh nào phải chịu khổ như con nữa. Nhìn vào núi lửa thấy cháy rực, cách xa độ trăm thước mà còn nóng bức vô cùng, huống chi vào làm sao toàn vẹn được. Khi sắp vào núi lửa thì chư thần cũng than thở bảo: Núi lửa này nhiều người vào đây đã tiêu tan thành tro bụi. Tôi bèn hỏi: Quý ngài dám vào không? Thì thần nói: Chỉ có Phật và Bồ Tát vô được mà thôi, chứ như chúng tôi vào cũng tiêu tan hết. Tôi liền nghĩ bụng: Thôi, dầu sao thì mình cũng phải vào. Tôi bèn chạy bay vô. Thế mà lạ thay, không thấy nóng chi hết. Quá mừng, tôi bèn đi qua đi lại coi núi lửa bao lớn. Khi vòng vào phía trong thì gặp ngay Đức Chuẩn Đề. Tôi bèn quỳ xuống làm lễ. Ngài bèn kêu tôi và nói: Nhà ngươi vào núi lửa mà thân còn nguyên vẹn là nhờ sáu kiếp tu hành vừa qua, chứ đâu phải công phu tu hành trong một kiếp này mà được. Nhà ngươi có biết tại sao kiếp này nhà ngươi ngu dốt không? Vì kiếp vừa qua ngươi xuất gia từ 8 tuổi cho đến 42 tuổi, tuổi trong sạch, lại học kinh luật luận rất giỏi, rồi sanh tâm cống cao giấu pháp đại thừa, không chịu truyền ra cho ai hết, chỉ để riêng cho mình biết, để người đời sùng bái. Vì vậy kiếp này ngươi phải chịu dốt nát u mê, đặng đền tội giấu pháp của Phật. Ta hỏi ngươi, tại sao nơi nhất điện ngươi không lãnh sứ mạng in kinh ấn tống? Tôi nói: Bạch Bồ Tát, con không phải sợ mệt nhọc, vì không tiền tài làm sao dám lãnh việc lớn được. Bồ Tát nói: Ta không cần ngươi có tài sản, nếu như ngươi giữ tròn bổn phận không tham của đời thì ta sẽ cho chư thần ủng hộ, nhà ngươi muốn chi có nấy, miễn gì Phật pháp ngoài ra không đặng. Tôi bèn quỳ bạch: Bạch Bồ Tát, nếu được vậy thì có nguyện đời đời kiếp kiếp in kinh ấn tống ủng hộ tăng ni mãi, cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời, con không hề thối chuyển. Bồ Tát nói: Lành thai, ngươi sẽ được như nguyện. Tôi vừa ngước lên thì ngài biến mất, nhìn lại núi lửa cũng không còn. Khi đó chư thần hết sức mừng rỡ, bay đến tán thán không cùng. Trở lại ngục thứ 10, vua Thập Điện nói: Ngài công đức lớn, đã khám phá 10 địa ngục, cứu thoát rất nhiều chúng sanh, nay vì đại nguyện mà tiêu tan núi lửa, vậy còn ngục vô gián ngài khám phá luôn, rồi trở lại đây xem, trẫm cho hồn đi đầu thai làm thú. Ngục vô gián. Đến đây tôi cùng chư thần đi xuống mấy cấp thềm đến ngục vô gián. Ngục này lớn không thể tả, rộng như biển, cao như núi. Trong biển sâu rộng, chúng sanh lặn hụp, máu trào theo nước cuồn cuộn sôi. Vật dưới biển kỳ hình dị tướng, mỏ như sắt, răng như dao, mỏng tợ gươm, rượt bắt tội nhân cào cấu xé thay, chạy lên bị quỷ lùa xuống, kêu gào ơi ới, thấy mà tán đổm kinh hồn. Tôi ráng niệm Phật nhưng họ không nghe. Tôi liền kêu lên: Các thú dưới biển, hãy lắng tai nghe tôi nói đây. Vì các ngươi bấy lâu nay tạo tội nên mới làm thú ở nơi đây, các ngươi muốn trả thù cũng chẳng ích gì. Chi bằng các ngươi nên yên lặng, cho vong linh bình tĩnh nghe tôi niệm Phật. Các ngươi cũng niệm Phật sẽ đặng tiến hóa làm người, chứ như vậy tôi thấy khổ sở quá. Kêu đôi ba lần, các con thú nghe lời tôi, nó bỏ lên bờ. Vong hồn nào còn bình tĩnh niệm Phật cũng được lên bờ. Xem hình như họ ngủ gục. Xong rồi tôi liền qua bên này. Có một cái ngục rất lớn, tối đen thăm thẳm, chúng sanh trong đó đông thật đông, tiếng kêu gào lạc vọng, khào khào ve ve, rần rần vậy, nói chuyện không nghe được. Không biết làm sao,
Tôi bèn cất tiếng niệm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa ngục liền sáng ra. Họ thấy tôi. Khi họ vừa thấy tôi, họ ngoắc, tôi ngoắc họ lại và kêu: Lại đây, lại đây. Khi đó họ lóng nhóng ló đầu ra. Tôi liền bảo họ niệm Phật. Tôi niệm có 4 câu mà địa ngục được sáng như vậy. Vậy quý vị hãy ráng niệm Phật đi. Khi họ niệm Phật rần lên thì cửa ngục mở tung. Tôi lại sang địa ngục phía bên kia. Đây cũng là một trong bao nhiêu ngục. Ngục này là núi đá nhiều cục. Mỗi cục đá có một người nằm. Đá lớn người lớn, đá nhỏ người nhỏ. Trên thân người có trâu đá, chó đá, ngựa đá cài bừa, cào cấu. Thấy thật là ghê tởm. Vì tội lỗi chúng sanh ở đây, không kể hết được nhiều ngục nhiều hình. Tôi chỉ kể sơ lược thôi. Ở nơi địa ngục này, tội nhân bị hành hình muôn lần sống, muôn lần chết, không chút ngừng nghỉ, mới gọi là vô gián. Vì tội ác ngũ nghịch, chịu quả báo như vậy. Hồn đi đầu thai làm thú. Bấy giờ tôi cùng chư thần trở về thập điện để xem vong hồn đi đầu thai làm thú trả nghiệp. Tôi lấy làm đau lòng. Một số người đông lắm đều phải sanh làm thú. Số giết trâu, giết bò, giết ngựa, giết chó, giết dê, heo, rắn, gà, vịt. Mỗi số đứng riêng một nhóm có hàng. Khi cho đi đầu thai, quỷ sứ dẫn hồn ra sông Ứ Nê nơi dòng nước đỏ. Đến đó quỷ sứ múc nước đỏ cho vong uống. Đang là người mà khi uống nước vào thì liền quá thú. Kẻ quá trâu bò, người quá ngựa heo dê rắn gà vịt. Những vong chưa uống, họ sợ quá, bịt mắt không dám ngó, thật là thảm thiết. Quỷ sứ kéo trì, họ vừa khóc vừa uống, để phải chịu mọc lông mọc sừng. Khi các vong quá thú hết rồi, một số quỷ sứ rất đông cầm một cây như cây cọ chấm vào lưỡi những con vật, làm cho nó không biết nói. Quỷ sứ thâu các hồn nhỏ lại để bỏ vào hồ lô đem đi đầu thai. Khi đó tôi làm liều đến trước thập điện mà xin tha cho họ. Thập điện nói: Vì nghiệp lực của chúng nó quá nặng nề nên phải chịu đầu thai đền mạng. Nhiều đời nhiều kiếp sát hại sinh mạng nhiều không thể kể. Thậm chí cho đến vật không ăn được, chúng nó cũng giết rồi bỏ đi. Tội ác tài trời, chúng nó phải đền mạng không làm sao được. Không ai xin hay thay thế cho chúng nó được đâu. Dù cha hay con đi nữa thì tội ai nấy chịu, đành vậy thôi. Đến đó tôi bèn từ giả thập điện để trở về nhất điện. Trở về cõi Diêm Phù. Về đến nhất điện, tôi đến đảnh lễ Đức Địa Tạng và Đức Quan Âm. Ngài nói: Ngày nay ngươi khám phá địa ngục xong, hãy về nói cho người đời nghe lại, và phải cố in kinh ấn tống, ta hỗ trợ cho. Ngươi có tâm độ người địa ngục, nhưng chưa bằng độ chúng sanh ở cõi Diêm Phù. Vì cõi đó chúng sanh còn tạo tội, thì địa ngục không ngày nào cho hết. Hôm nay ta trợ duyên cho ngươi ba chung nước để ngươi định tâm nhớ lại việc địa ngục, nói cho chúng sanh nghe, lo tu hành, quy y, giữ giới ăn chay, cử sát sanh thì không xa vào địa ngục. Trong kiếp này, ngươi vì phải trả nghiệp nên kinh luật chẳng thông, bởi vậy không được làm thầy ai hết. Sau này, ngươi cũng mở đạo, nhưng đạo của ngươi chỉ dụng pháp, phá địa ngục. Hiện nay nhân duyên của ngươi phải theo giáo pháp Đại Thừa, dùng phương tiện hóa độ chúng sanh, và khuyên người chớ lầm mê, đốt đồ mã mà để cầu siêu vô ích. Khuyên người nên tụng kinh niệm Phật, cử sát sanh và in kinh ấn tống, như vậy rất dễ tiêu nghiệp chướng, sớm được giải thoát. Gặp thầy tiền kiếp. Bồ Tát nói tiếp: Ngươi có biết sư trưởng Minh Ngọc không? Sư trưởng Minh Ngọc là thầy của ngươi ở kiếp tu hành thứ ba, nay đang giáo hóa niệt chúng. Vậy ngươi nên tìm đến Thọ Giáo để hành đạo. Tôi nói: Bạch Đức Bồ Tát, con nguyện vâng lời, dầu cho khổ sở hay trải qua muôn ngàn kiếp con cũng không chán nản. Con nguyện làm sao?
có chúng sanh sớm tỉnh ngộ quay về với Phật pháp là con vui rồi. Bồ Tát nói: Lời nguyện của ngươi sẽ thành và sau này sẽ chứng quả. Tôi liền lễ đức Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Địa Tạng xong, rồi đến Từ Dạ Nhất Điện Tần Quảng Dương để trở về cõi thế. Ngài cũng khuyên tôi về ráng độ chúng sanh tu hành theo Phật. Qua cảnh Long Dương. Tôi cùng chư thần qua cảnh Long Dương để tạ ơn Ngài ba phen cho rồng đưa rước. Khi vào đến đền Long Dương, cung điện nguy nga, cảnh trí tốt đẹp xinh tươi, muôn vàng rực rỡ. Đức Long Dương từ trên ngai vàng bước xuống đón chào. Ngài nói: Hiền tăng nay trở lại khỏi Diêm Phù, xin cũng vì trẫm mà độ cho công chúa con của trẫm đang bị đọa ở cõi Diêm Phù tu hành theo Phật. Hiền tăng có muốn cần bao nhiêu long thần hỗ trợ, trẫm sẽ giúp cho. Tôi nói: Bạch ngài, việc độ công chúa tu hành tôi xin lãnh, còn việc xin long thần hỗ trợ, xin ngài cũng hoan hỷ, tôi không dám ước mong. Kế đó tôi cùng chư thần tạ ơn Long Dương đã ba phen cho rồng đưa rước và cứu từ ngài để trở về cõi thế. Đức Long Dương cùng bá quan tiễn đưa ra tận bờ biển, rồi ngài cho thần rồng đưa chư thần cùng tôi qua biển lạnh. Khi tới ranh giới loài người, sau khi cảm tạ thần rồng, chư thần đưa tôi về nhập xác như kỳ trước. Lúc ấy đúng 12 giờ ngày 13 tháng 10 năm Dần. Thời gian sau, tôi quên sư trưởng Minh Ngọc vì cứ lo nói chuyện địa ngục, cho đến khi có vị thánh nữ mách bảo trên Quan Âm tu viện không yên và thiếu hụt, nhớ lại lời Bồ Tát, tôi liền tìm thầy tiền kiếp là sư trưởng Minh Ngọc thọ giáo, rồi từ đó lo hiệp sức với thầy hoằng dương Phật pháp. Cảnh địa tiên. Hôm nay tôi xin tiếp tục thuật lại những cảnh trí thanh tịnh mà tôi đến tận nơi mắt thấy tai nghe một cách tường tận. Ghi chú, chỗ này tôi xin nói rõ là chư thần trục hồn và đưa tôi đi, còn xác tôi thì nằm thiêm thiếp ở nhà như người sắp chết. Để khuyến khích tôi tinh tấn trên đường tu hành, và cũng để sau này tôi thuật lại cho đời nghe mà thêm lòng tin vững chắc, cho nên Nhất Điện Tần Quảng Dương phê chiếu chỉ cho tôi được viếng cảnh địa tiên, nhân hiền và cảnh Long Dương trước khi về cõi thế. Sau khi lãnh chiếu chỉ, chư thần đỡ tôi bay bổng lên mây. Từ cảnh địa ngục qua cảnh địa tiên phải vượt qua biển mênh mông, chỉ thấy mây và nước. Đến nơi, chư thần đáp xuống, nhìn qua cảnh trí thật là xinh đẹp, tưởng như cảnh trời nào vậy. Con người ở đây đẹp đẽ và to lớn lạ thường, khác hẳn người dương thế nhỏ nhất xấu xa. Người ở đây phải gọi là tiên mới đúng, không già không chết, không bệnh tật ốm đau, sống với thiên nhiên, khỏi phải làm lụng nhọc nhằn vất vả, khỏi bận tâm đến cái ăn cái mặc chỗ ở chi chi hết. Hằng ngày chỉ lo tu hành luận đạo nghe thuyết pháp, người tu trước dạy người tu sau, người lớn dạy người nhỏ, tiếp tục dạy truyền như vậy. Ngoài ra chỉ ngao du ngoạn cảnh, lượm ngọc thưởng hoa. Nơi đây có một kho báu rất lớn, không bút nào tả hết được. Ở giữa ngọc chất cao như núi, nhỏ có, lớn có, đủ màu sắc, chiếu lên sáng rực một vòm trời. Ngọn núi ngọc này được bao bọc bởi một dải núi vàng, phía ngoài là dải núi bạc, bao bọc núi vàng như thành trì kiên cố. Tôi nghĩ bụng, ở đây châu ngọc chất thành núi mà chẳng ai dùng, còn ở cõi trần chỉ vì một viên ngọc nhỏ mà làm cho con người sanh tâm ác độc, đến chỗ giết hại lẫn nhau, thật là mê muội. Thấy chúng tôi đằng dân vừa đến, các vị đại tiên ở đây chào mừng tiếp rước. Các ngài tưởng tôi là người ở cõi thế đã tạo được nhiều công đức với đời, sau khi mãn số được đắc quả về đây. Lúc ấy chư thần theo tôi đến trình chiếu chỉ của Nhất Điện Tần Quảng Dương. Các vị đại tiên mới rõ tôi chỉ là người đi dạo cảnh và còn trở lại cõi Diêm Phù. Được biết thế, các ngài tỏ ra ân cần trọng hậu. Có vị đại tiên phán: Từ xưa đến nay, nào có ai chết đi mà sống lại, để thuật lại cho chúng sanh biết còn nhiều cõi đẹp đẽ và vững chắc muôn đời. Vì thế chúng sanh ở cõi Diêm Phù sống trong giả cảnh khổ đau mà nào biết chi, thật là tội nghiệp. Chúng mê muội quay cuồng trong giả cảnh, rồi tranh giành cấu xé lẫn nhau,
tạo nghiệp ác từ khổ này sang khổ khác, tiếp nối không ngừng. Phải chi chúng sanh ở cõi Diêm Phù biết thế gian là giả cảnh, và ngoài giả cảnh ấy còn bao nhiêu thật cảnh tốt đẹp, đạo đức đời đời. Nơi đây không phải khổ vì sanh già, bệnh tử, không phải khổ vì thiên tai, hỏa hoạn, không phải khổ vì chiến tranh chết chóc, không phải khổ vì đói rét bức thân. Chừng ấy, chúng sanh không phải bám níu vì cảnh giả nữa, mà phải đi tìm cảnh thật hạnh phúc này. Nhưng cũng may thay, nay Hiền Tăng đã đến đây rồi, khi trở về cõi thế, tôi xin nhắn nhủ đôi lời với người phàm tục. Ai cũng có chân tánh Phật, phải ráng tu hành đặng về cảnh Phật, chớ cảnh địa tiên này còn thấp thỏi lắm, cảnh này cũng còn là tạm, nơi đây để dìu dắt những bậc hiền nhân, nhưng còn kém phước về đường đạo. Chẳng hạn những người khi còn sống ở cõi thế trọn hiếu, trọn trung, trọn tiết mà không phạm tội sát sanh, hại mạng, không quỷ bán tam bảo, khi chết được về cảnh địa tiên, hằng ngày lo học đạo tu thêm lần lần đắc quả, về các cõi trời mà lo tu nữa. Nói xong, các ngài dẫn chúng tôi đi dạo cảnh. Tôi được biết vị tiên lớn nhất cai quản cõi địa tiên mặc áo đỏ râu vàng, chân mài bạc, cởi công. Các vị tiên bậc trung thì mặc áo hồng, y vàng lợt. Các vị tiên nhỏ thì mặc áo xanh, y trắng và không có râu. Chẳng hạn nam hay nữ, ai ở động nào thì vào động đó. Nói là động, chứ thật ra nguy nga như các ngôi tháp lớn ở cõi Diêm Phù. Nhiều vị tiên ngồi thiền ở dưới những gốc cây lớn. Mặt đất ở đây như pha lê cẩm thạch, trong sạch mát mẻ, chứ không giống đất đá ở cõi Diêm Phù. Nơi khác, nhiều vị tiên đi kinh hành, niệm Phật. Nhiều chỗ các vị tiên tụng kinh như ở cõi Diêm Phù. Ở đây cây cối xung xuê, tàn lá rậm rạp, trái đặt cây dùng không hết. Lạ một điều là trái nhiều hơn lá. Phía dưới gốc cây không một trái rụng, không một chiếc lá rơi. Mặt đất đâu đâu cũng bằng phẳng trong mát. Các vị tiên ở đây chỉ lo tu hành, không bận tâm đến miếng ăn vật uống. Mỗi tháng chỉ thọ thực hai lần, nhằm ngày 14 và ngày 30. Các vị tiên cho biết mỗi lần thọ thực như vậy no hoài không biết đói, mà nghe trong thân khỏe khoắn nhẹ nhàng, càng ngày càng lớn càng xinh đẹp. Những người mới đắc quả về đây còn nhỏ nhích xấu xa, nhưng vẫn đẹp hơn người cõi thế. Các ngài dẫn tôi đi lần ra mé biển. Bờ biển toàn là vàng, có cục, có khối, lăn lóc như đá cuội ở bờ biển cõi đời. Trên bãi biển nào cù rồng, cua biển, rùa rắn đủ màu sắc. Nếu chúng sanh ở cõi Diêm Phù mà nhìn thấy chắc chết giấc. Một vị rồng bề dài chừng 300 thước, bề ngang độ 6 thước. Một con rùa như chiếc xe hơi, con cua biển như xe bò. Dưới nước không biết bao nhiêu là cá đủ màu sắc. Cá có vảy, cá có lông, cá bốn mắt, cá có tai, cá có cánh. Đó là chỉ nhìn sơ qua thôi, chứ không có thì giờ mà quan sát cho hết. Còn châu ngọc dưới biển cũng nhiều, chư tiên không có thì giờ mà lượm. Lúc ấy có một vị tiên phăng phăng đi xuống biển, nước biển rẽ ra hai bên thật là lạ. Bỗng một luồng bạch quang từ dưới xẹt lên, vị tiên cúi xuống lượm lên một hạt châu, bèn dâng cho đại tiên. Ngài dạy đem vào kho núi báo. Tôi thấy vậy bèn hỏi: Bạch ngài, tại sao nơi đây không xài châu ngọc mà chứa thành núi để làm gì? Vị tiên trả lời: Ở cõi này không xài châu ngọc, nhưng thượng đế phê chiếu chỉ bảo các vị tiên ở đây phải lượm ngọc để dành, sau này đem về cõi Diêm Phù mà xây thành núi báo cho chúng sanh ở cõi đó dùng. Kế vị đại tiên hướng dẫn tôi đi các nơi khác. Nói là đi cho dễ hiểu, chứ thật ra là bay như gió, chứ không phải bước từng bước như người cõi thế. Nơi nào cũng mát mẻ xinh đẹp, đâu đâu cũng có hoa quả đầy đàn, tháp vàng tháp ngọc hào quang sáng chói, thật trí phàm không sao nói hết được. Dạo một đổi, vị đại tiên mời tôi cùng chư thần dự yến viên. Vị đại tiên dẫn chúng tôi đến trung tâm. Nơi đây lầu cát nguy nga, giữa một vườn hoa rực rỡ. Bỗng từ đâu bàn ghế, mâm trái đầy dãy, bình chung bằng châu ngọc để theo hàng. Tôi lấy làm kinh ngạc, bèn nghĩ bụng:
Người đời làm lụng vất vả mới tạo tác được thứ kia vật nọ. Thế mà muôn vật có chi bền, rốt cuộc rồi đều hư hoại. Thân người rồi cũng già chết, nào ai sống được trăm năm. Sao bằng nơi tiên cảnh, ngày tháng tiêu dao vui thú trong cảnh nước non trăng gió, cảnh đẹp người xinh, không cần nhọc nhằn tạo tác, mà muôn vật sẵn dùng, không già không chết, sống mãi muôn đời, thật là sung sướng biết bao. Vừa nghĩ thế, nghe vị đại tiên mời tôi vào bàn dự tiệc. Lúc ấy, vị thần đi gần bên tôi bảo rằng: Mặc dầu đại tiên có lòng hậu đãi hiền tăng, nhưng hiền tăng đừng dùng vật này. Hiền tăng còn trở lại cõi Diêm Phù, nếu dùng cái này á, khi hiền tăng trở về nhập xác, no hoài không đói thì xác thân sẽ tiều tụy đau ốm, làm sao mà tu hành được. Lúc ấy vị đại tiên tiếp đãi rất trọng hậu, ngài mời mọc tôi đôi ba lần, thấy nhiều trái lạ đủ màu sắc, mùi thơm ngào ngạt, nhưng tôi chỉ lấy mắt mà nhìn. Thật ra tôi cũng muốn ăn thử một miếng cho biết, nhưng vì chư thần đã nói trước nên chẳng dám ăn. Trong lúc các vị tiên cùng chư thần vui vầy yến tiệc, thì có một vị tiên tươi cười nói: Tuy cảnh địa tiên này so với cõi trời còn kém lắm, nhưng lấy cảnh Diêm Phù mà sánh thì trăm phần không được một. Nơi cõi Diêm Phù, dù cho kinh thành hoa lệ tốt đẹp đến đâu, cũng là giả tạo do đất đá cấu kết tạo thành. Còn nơi đây, lầu cát toàn bộ là châu ngọc. Tùy theo công đức tu hành cao thấp của các vị tiên mà có lớn nhỏ sinh lịch khác nhau, cũng khỏi nhọc công xây cất, chỉ do tâm biến hóa tạo thành. Tiểu tiên này trước kia cũng là người ở cõi Diêm Phù, khi làm người, khi làm thú, khi tạo ác phải đọa vào địa ngục, đau khổ biết bao. Đến khi đắc được quả tiên này, nghĩ ra không biết trăm muôn ngàn kiếp phải chịu sanh tử luân hồi, sự khổ sở không bút mực nào tả hết. Mai nhờ gặp được minh sư dạy đạo tu hành, nhưng vì tu muộn phước ít nên chỉ đắc được quả tiên. Nay hồi tâm nghĩ lại, bắt rùng mình rợn óc, sợ cõi trần hơn nước sôi lửa đỏ. Chúng sanh ở cõi Diêm Phù sống sai, chết ngủ. Khi sống sai mê danh lợi, nào có lo học đạo tu tâm. Khi chết, thần thức mê mờ như người mê ngủ, nào có biết chi chi. Đành để cho nghiệp lực kéo lôi vào đường sanh tử, chẳng khác nào như đứa trẻ con theo mẹ, nào có biết đi đâu và đến nơi nào. Thật là tội nghiệp. Người còn dặn dò tôi trở lại cõi Diêm Phù, nên khuyên người đời ráng tu, dầu chưa đủ phước duyên xuất gia đầu Phật, vì còn phải làm việc để trả nợ đời, thì cũng phải tập tánh hiền lành, ăn ngay ở thật, hàng ngày tập ăn chay niệm Phật, khi chết cũng được về cảnh địa tiên này. Lúc ấy mới biết có trời có Phật, có thánh có thần. Lúc ấy mắt tai đều sáng mà nghe pháp tu hành. Chứ như chúng sanh ở cõi Diêm Phù, có mắt như đuôi, có tai như điếc, nào có thấy biết điều chi. Thánh thần trước mắt nào có thấy, pháp bảo gian dội như sóng gầm mà nào có nghe. Chẳng qua vì bị trần cảnh nhẫn chìm, hố sâu danh lợi chôn lấp, tình luyến ái trói buộc, khó lòng thoát khỏi. Ôi thôi, sự mê mờ đau khổ của cuộc đời nói sao cho hết, 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 nói sao cho hết. Bái kinh cứu mẹ. Toàn gia cư sĩ Quả Trú thuộc thành phần trí thức, cả ba thế hệ đều là giáo sư đại học. Cư sĩ Quả Trú ngay lúc mẫu thân bị bệnh hiểm đã chí thành phát tâm bái kinh hồi hướng cho mẹ. Hiếu tâm này làm cảm động trời đất, và lòng tinh tấn kia khiến cho người mẹ đã bước đến quỷ môn quan, nhờ vậy mà được bảo toàn. Mời quý vị nghe bà thuật lại những việc mình đã trải qua. Cha mẹ tôi trước khi nghỉ hưu từng làm công tác giảng dạy về bộ môn bảo vệ thực vật diệt côn trùng tại một đại học ở Chiết Giang. Mẹ tôi vốn là một nữ bác học đa văn, từng cống hiến nhiều thành quả nghiên cứu khoa học lớn lao, góp công giảng dạy uyên thâm.
có thể nói là môn sinh đầy khắp thiên hạ. Bà được phong là giáo sư ưu tú, được hưởng sự trợ cấp của chính phủ. Hiện nay, cha mẹ tôi đã hơn 70 tuổi. Dù đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng vì họ đạt được thành tựu phi phàm về lãnh vực diệt côn trùng, nên luôn được xưởng nông dược mời thỉnh làm việc. Tôi không rành về các việc sát sinh của song thân, do hai vị dù ở nhà vẫn nghiên cứu chế thuốc diệt côn trùng cung cấp cho hãng nông dược, thu được rất nhiều tiền nhờ vào nghề bào chế này. Ngay từ nhỏ, tôi đã từng chứng kiến cha tôi tối nào cũng đều mơ thấy ác mộng, luôn kêu la kinh hãi rằng con người muốn giết ông. Hơn nữa, da ông không được tốt, sần sùi và hay bị lở giống như ghẻ chóc. Trên đầu giường ông, quanh năm thường để lọ thuốc cao dán. Lúc ba tôi dạy tại đại học thì hay bị bệnh tiện bí, thống khổ này không ngừng hành hạ ông. Sau đó còn mắc chứng bệnh động mạch vành, thường xuyên ưu lao kinh sợ, khiến ông thuốc chẳng lìa miệng, mặt luôn u sầu, chẳng có được nụ cười. Tôi nhờ duyên lành, tình cờ đọc qua sách Báo ứng hiện đời của cư sĩ Quả Khanh, mới hiểu rõ chứng bệnh của ba tôi có liên quan đến công tác của ông. Cũng hiểu rằng do chúng tôi tạo sát nghiệp, ngày ngày ăn thịt, ăn hải sản nên bị ác quả. Thế là tôi bắt đầu vì những con vật mình và cha mẹ giết ăn qua mà tụng kinh Địa Tạng, hy vọng có thể siêu độ chúng, cầu chúng tha thứ. Thời gian đầu thì không có kết quả gì rõ rệt. Dù vậy, hàng ngày tôi vẫn cố gắng tụng kinh Địa Tạng. Không bao lâu, một ngày nọ mẹ tôi bảo: "Ba con gần đây ngủ rất an, không còn thấy ác mộng nữa. Chứng tiện bí cũng chuyển tốt, sắc mặt cũng khá hơn nhiều, đã có vẻ hớn hở tươi tắn. Hơn nữa, ông còn cai hút thuốc." Tôi mừng rỡ vô cùng, thầm cảm tạ công đức uy thần của kinh Địa Tạng, quả là không thể nghĩ lường. Sau đó, tôi may được đọc Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám của Quả Khanh. Những chuyện có thật trong sách khiến tôi kinh tâm và chấn động bội phần. Tôi thầm biết cha mẹ mình tạo tội sát sinh quá nặng, cần phải lập tức dứt trừ ăn mặn, sám hối sát nghiệp, bước vào con đường học Phật, tập tu ngay. Mặc dù cha mẹ tôi thân thể ngày càng suy yếu, nhưng chưa tỉnh ngộ, vẫn còn tạo nghiệp sát không ngừng. Vậy tôi phải làm sao đây? Nghĩ thương cha mẹ nếm trải biết bao gian khổ mới nuôi tôi khôn lớn. Hiện tôi học Phật ăn chay đã mấy năm, giờ tôi rất muốn thay cha mẹ sám hối với những chúng sinh đã bị hai vị giết. Trong kinh Phật thuyết nghiệp báo sai biệt từng giảng: "Nếu có chúng sinh nào lễ tháp miếu Phật sẽ được 10 công đức, được sắc đẹp tiếng tốt, nếu có pháp ngôn người đều tin phục, được vô úy không sợ hãi với chúng nhân, được thiên nhân ái hộ, có đầy đủ uy thế, chúng sinh thích đến gần, thường được thân cận chư Phật Bồ Tát, có đủ phúc báo lớn, mệnh chung sinh thiên, mau chứng niết bàn." Kinh Phật là pháp bảo đại diện cho trí huệ Phật, là pháp thân Xá Lợi Phật, nên công đức lễ bái kinh cùng lễ bái chư Phật không khác nhau. Cũng giống như công đức lễ bái tháp Phật, cổ đức có vị nhờ lễ bái kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, vân vân mà khai ngộ. Thế là tôi quyết định vì cha mẹ lễ bái mỗi chữ trong kinh Địa Tạng, dùng hùng tâm tha thiết tính thành lễ bái, ắt có thể cảm được Bồ Tát gia trì, khiến những chúng sinh từng bị hại được lợi ích, tiêu trừ nghiệp sát cho cha mẹ. Trong lúc bái kinh, tôi thầm sợ mình công đức không đủ, nên đồng thời cũng lễ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, theo phương thức nhất tự nhất bái. Mỗi bộ kinh, mỗi lần tôi bái một trang, khoảng chừng 500 lễ. Thêm vào đó, hàng ngày tôi còn tranh thủ tụng một quyển kinh Lăng Nghiêm.
Thời gian này, mặc dù thân thể rất mỏi mệt, nhưng nội tâm tôi cảm thấy rất an ủi, pháp hỷ sung mãn. Khi tôi bái xong bốn phẩm kinh Địa Tạng, thì mẹ tôi không cẩn thận bị té gãy chân trái, phải nhập viện để thay xương nhân tạo. Tôi bỗng nhớ lại, trước đây khi mẹ tôi lên lớp giảng, vì muốn các sinh viên hiểu rõ hơn, bà thường dùng kim ghim vào đầu côn trùng hoặc ghim chân chúng lên bảng để làm giáo cụ phụ họa cho tiết giảng. Ôi chao, nếu không biết Phật Pháp thì rất dễ tạo tội. Cử tâm động niệm không gì mà chẳng tạo ác. Nhân như vậy thì quả phải như vậy. Báo ứng nhân quả không sai mảy may. Hiện tại hoa báo đã trổ trên thân. Nếu không phải tôi phát nguyện lễ bái sám hối thay cho bà, khiến tội nặng được báo nhẹ, thì tương lai ác quả bà phải nhận trong ác đạo, ác là thảm chẳng nỡ nhìn. Khi tôi bái xong phẩm 7, mẹ tôi lại té nữa, lần này là tổn thương phía sau đầu. Kết quả khi chụp CT, não bị xuất huyết, da sưng phù. Y viện đã thông báo bệnh tình nguy cấp. Mẹ tôi đã hiện tướng địa ngục, dáng vẻ sợ hãi, mắt mở không được. Đồng thời ở nhà, tôi và con gái tôi đang dạy tại đại học, mắt cũng mở không lên, cảm thấy bị khổ tương đương. Đây có khả năng là cảm ứng thâm tình, cũng có thể nói là tôi và con đồng thời phụ mẹ trả nghiệp. Em tôi muốn giúp mẹ mở mắt, bèn dùng vải đen che ánh sáng cho bà. Cả nhà rất căng thẳng. Tôi yêu cầu cả nhà đừng tiếp tục sát sinh nữa. Em trai tôi phát nguyện, xin vì mẹ ăn chay 3 tháng. Ngay buổi chiều mẹ nhập viện, thì tối đó chúng tôi bỏ ra khoảng 2.300 USD cùng nhau đi phóng sinh. Đồng thời trong quá trình bái kinh, tôi còn ráng tụng thêm 2 bộ Địa Tạng, xem như hàng ngày tụng 4 bộ Địa Tạng, bái 1 trang kinh Địa Tạng, 1 trang Pháp Hoa. Tôi tin chắc thành tâm của tôi có thể cảm động những chúng sinh đòi nợ mẹ, và Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho. Ngày thứ 2, sau khi phóng sinh, tôi gọi điện cho em trai hỏi thăm tình trạng mẹ. Em nói, vẫn thế, không tốt không xấu, bác sĩ đang theo dõi. Tôi cảm thấy oan gia trái chủ không muốn lìa bà, vì oán hận khó tiêu mà. Ngày đó tôi quyết định bỏ ra 1.650 USD phóng sinh, và hôm sau đi phóng sinh 600 ký ốc. Tôi quỳ trước Phật sám hối thay mẹ, mẫu tử tình thâm, nghĩ đến ân dưỡng dục nan báo. Tôi rơi lệ đầm đìa, khẩn cầu chư Phật Bồ Tát từ bi cứu mẹ tôi, cứu độ những oan gia trái chủ của mẹ. Cầu cho mẹ tôi có cơ hội sửa lỗi đổi mới lại mình. Nếu như mẹ tôi ra đi, cả nhà tôi phải làm sao đây? Xin chư Phật Bồ Tát từ bi, các vị oan gia trái chủ rộng lượng tha thứ. Mấy ngày sau, bệnh tình của mẹ tôi dần chuyển tốt, hóa dữ thành an. Điều này khiến bác sĩ cảm thấy kỳ lạ và ngạc nhiên. Tội chết mẹ tôi tránh được, nhưng tội sống khó tha. Mẹ phải chịu thống khổ mài luyện. Hơn nữa, chứng trạng đau khổ của mẹ đồng thời cũng xuất hiện trên thân tôi. Hễ mẹ tại bệnh viện nôn mửa, thì cùng lúc đó ở nhà tôi cũng nôn mửa, bị ói như điên, đến độ ngay cả nước cũng không thể uống. Tôi lúc đó tâm rất tôi